Lydia như thế, trong quá trình thực hiện là như thế nào? Các anh chị nghe rõ không? Alo, alo. Đầu tiên thì chúng ta sẽ liên quan về cái việc chiến lược một xíu. Một cáo với anh chị thì như vậy là ở đây một chiến lược thì nó có một cái bước này sau đó. Thứ nhất là chúng ta phải xác định là chúng ta đang ở đâu. Một cái gì cái này thì rõ như chỉ nhưng xác định cũng khó. Ở đâu đây, ở Đà Nẵng thì ở Hồ Minh cũng phải. Nhưng ở đâu thì cũng cần là về cái kinh doanh, về mức độ đơn vị mình đúng rồi thì ở đâu so với những đơn vị xung quanh, ví dụ CPC đang ở đâu so với năm tổng thì so với các doanh nghiệp khác, do so với Việt Nam hay Lai thì CPC như thế nào, đang ở đâu, mức độ như thế nào. Cái này là mình phải xác định cùng. Chúng ta nói là biết mình, biết mình căng thẳng căng thẳng được. Bây giờ mình biết mình ở đâu ấy thì mình biết, thì từ cái ở đâu đấy là chúng ta mới biết được chúng ta muốn đi đâu. Các anh chị muốn gì nhiều hơn, muốn là muốn chụp, nhưng mà trên cơ sở chúng ta biết ở đâu thì chúng ta mới có vạch ra việc là chúng ta muốn đi đâu. Thường thường cái muốn này á, đối với các doanh nghiệp ngoài cái muốn này thì do ông chủ, nếu doanh nghiệp tư nhân hoặc là do hội đồng quản trị, do cổ phần. Nhưng mà chúng ta thì doanh nghiệp nhà nước, chúng ta không muốn đi đâu cũng được hết, mà nhà nước muốn chúng ta đi đâu cái gì khác nhau. Nhà nước muốn thì chúng ta thêm một xí là về cái khung thì chúng ta không muốn được, muốn theo ý của nhà nước đó, khác nhau rồi. Còn cái tiền của các anh chị mà các anh chị thành lập công ty mình muốn gì được, nhưng chúng ta xài tiền nhà nước thì muốn này là khác. Cho nên chúng ta phải trên cơ sở những cái gì mình biết được là chúng ta đang ở đâu, vì chúng ta muốn thành như thế nào, cái này rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta doanh nghiệp nhà nước có lưu ý là những cái muốn chúng ta là phải phục vụ cái nhiệm vụ chính trị của nhà nước, muốn khác nhau, có một kinh tế không. Nên trong tất cả những câu chúng ta viết là đều đảm bảo kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, thì các doanh nghiệp khác họ làm việc đấy về cái muốn này. Thì sau đấy thì chúng ta biết cái này thì chúng ta đây là kinh nghiệm làm thế nào để nó xây dựng chiến lược và huy động nhân lực vật lực toàn hệ để làm thế nào đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn đến. Đấy là về phần quà thì trong này thì có một số thuật ngữ mà chiến lược, các nghĩa là chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp được xây dựng thông qua quá trình thiết lập các mục tiêu, xác định chương trình hành động tối ưu và phân bổ nguồn lực tương ứng để thực hiện cách hiệu quả nhất đạt mục tiêu đó. Thế nên là rất là chung. Thì như vậy trong này sau này chúng ta cũng sẽ cùng nhau xem là xác định được mục tiêu trong quá trình mình làm. Nó có chương trình, chương trình thì báo cáo với các anh chị là kể từ khi CDC thành lập là các chương trình này nó nhiều, thậm chí tôi nhớ không hết rồi. Nhưng mà nó theo từng mảng thực hiện phải có chương trình. Báo cáo anh chị là xác định mục tiêu là một cái quan trọng.
Nhiều người cũng nghĩ mục tiêu có gì đâu mà không biết, nhưng mà rồi ta sẽ biết mình xác định được cái mục tiêu của họ. Như vậy là ở đây sang một bước tiếp theo là chúng ta sẽ có một chiến lược. Khi mà thầy gặp thì chúng ta có một chiến lược dự định, thì sau đó là chúng ta thực hiện theo cái chiến lược dự kiến này, mình lập ra một chiến lược giống một kế hoạch, nói cũng dễ hiểu thế này. Chúng ta sẽ cố gắng bằng các nguồn lực để thực hiện cái gì thì nó sẽ chiến lược nó sẽ thực hiện. Nhưng mà trong thực tiễn này báo cáo cái gì nó không đơn giản như thế, cứ đề ra xong rồi thực hiện như thế thì nó cũng đơn giản, nó phụ thuộc vào cái việc mình thành vạch ra cái chiến lược này nó có phù hợp hay không, môi trường nội tại, môi trường bên ngoài, môi trường quốc tế nó có còn phù hợp khi mình thành lập cái chiến lược hay không. Cho nên là nếu chiến lược ngắn hạn thì đa số nhưng như đa là chiến lược thì nó có phải 5 năm 10 năm thì cái này khó mà thực hiện được theo dự kiến. Như vậy thì tiếp theo là trong quá trình thực hiện chiến lược thì chúng ta phải điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện. Các anh chị thì cái này đi dừng cho nó một xí. Các ông làm kế hoạch thì thường thường cuối năm điều chỉnh bình thường, nhưng mà điều chỉnh của mình không phải là theo ý mà điều chỉnh chiến lược để thực hiện nào, điều chỉnh để đạt được cái kế hoạch được giao, để đi đua và cả cái gì để nắm phải để là nắm đúng. Mà cái điều chỉnh này này ở trong này họ muốn nói ấy, là khi chúng ta đã lập được chiến lược, chúng ta có các mục tiêu, tuy nhiên trong quá trình thực hiện do môi trường thay đổi, do nguồn lực thay đổi, chúng ta cũng điều chỉnh để phù hợp. Nếu chúng ta lập chiến lược mà thấy các nguồn lực của mình còn dư, đúng không, bổ sung xài hết nguồn lực không lãng phí, hoặc xuất hiện những cái yếu tố mà nó thuận lợi, nếu chúng ta không kịp điều chỉnh thì mình bỏ qua các cơ hội để phát triển, chúng ta sẽ trở nên lạc hậu nếu chúng ta không điều chỉnh, không kịp thời điều chỉnh những cái mục tiêu, những cái phương chính sách của mình để đáp ứng những cái thay đổi nội tại và bên ngoài. Và bạn nhìn cái điều chỉnh này như thế. Cái thứ ba là trường hợp này hạn hữu nhưng không phải không có, là chiến lược đề ra nhưng mà không thực hiện được, phải đưa ra một chiến lược mới và chiến lược đó sẽ là thành chiến lược thực hiện. Và tôi đề nghị chúng ta cái cơ sở này chúng ta sẽ trao đổi. Vì bây giờ chúng ta chiến lược thì như vậy là theo cái gì có ba con đường này này, tôi vừa nói thì như vậy là cái nào thì anh chị là tốt nhất. Đây là số 2 đúng không? Và có ý kiến khác. Báo cáo anh chị thì số 1, số 2 hay số 3, số 1 tốt hết. Tôi xin phân tích. Nó tùy trường hợp thôi, chứ không phải là ấy. Nếu như chúng ta có được một cái chiến lược tốt, người lập chiến lược giỏi,
định lường hết được những cái gì nó có thể xuất hiện xảy ra, sử dụng hết các nguồn lực của mình, tận dụng được các cơ hội cũng nhìn thấy được, thì nó sẽ theo cái số 1 là rất tốt. Nhưng mà thường thường ấy khó, vì không thể nào mà lường hết được là doanh nghiệp mình sẽ nào, cấp trên mình làm sao, rồi đất nước và kinh tế phát triển như thế nào, rồi khoa học công nghệ như thế nào, mình không thể lường hết được trong vòng 5 năm, 10 năm. Cho nên thường thường là trong quá trình làm là chiến lược linh hoạt, áp dụng nhiều nhất, sai đâu chỉ đấy, sai đâu sửa đấy, sửa đâu sai đấy, lại đấy cả mít. Cái này là cái thực tiễn. Còn cái thứ ba, cái này là nếu mà nói thì những người lập cái chiến lược nó cực kỳ dở, đúng không? Lập ra mà không thực hiện, đấy nó quá dở. Tuy nhiên thực tế nó cũng xảy ra. Và báo cáo các anh chị là như vậy, là trong ngành điện mình cũng có. Ở đây có anh chị nào ở Quảng Ngãi nhỉ? Có, là có sai. Cái mà rõ nhất mà về lập ra chiến lược mà không thực hiện được và thay bằng cái khác ở Quảng Ngãi rõ nhất là đảo Lý Sơn. Báo cáo đây chỉ là trước đây ấy, là sẽ xây dựng một nhà máy nhiệt điện 6B, 10B ở đảo Lý Sơn. Nhưng sau đó vì nhiều lý do, nào là không có tiền, bên TKB cũng phải ngành điện này, là nó cũng là ngành điện, bên than khoáng sản họ chủ đầu tư, họ không có tiền. Cái thứ hai là sau tỉnh Quảng Ngãi cũng thấy là nếu là một cái nhà máy nhiệt điện than đó, thì coi như là cái Lý Sơn là to luôn, ô nhiễm môi trường chính thống, nên chỉ có tưởng tượng là đào chở than rồi phát khí thải của tất cả là hư hết cả một cái môi trường sinh thái. Nhưng mà cái đầu tiên là thực ra mấy ông Quảng Ngãi lúc đầu chưa nghĩ một, cứ thấy
Đầu tiên là phải hoạch định ra được chiến lược, đúng không? Phải có cái để quản lý và phải được có. Rồi là triển khai chiến lược và đó là kiểm soát được chiến lược. Kiểm soát đây có nghĩa là chúng ta sẽ phải đạt được những mục tiêu chúng ta đề ra trong những cái chiến lược. Và cái mà tôi nhắc lại đây thì là phải sử dụng hết được nguồn lực chúng ta có, nếu không nó sẽ lãng phí về người, về vật chất, cơ sở vật chất. Những cái lý thuyết này thì tôi sẽ đi qua, chúng ta sẽ đến những cái chỗ mà liên quan đến cái thực tiễn. Ở đây cái mô hình quản lý chiến lược sau trong các slide thì có như là chúng ta có cái sứ mạng để tầm nhìn, để xác định cái mục tiêu, chúng ta phân tích môi trường bên ngoài, môi trường bên trong. Môi trường bên trong á, để nhắc lại anh chị, nhiều người bây giờ môi trường bên trong á, môi trường nội tại của cái doanh nghiệp mình cũng phải trong nước, nội tại của doanh nghiệp mình môi trường bên trong, còn những cái không nằm trong nội tại của doanh nghiệp mình đó là môi trường bên ngoài, cho dù nó là trong tỉnh hay trong nước thì thế giới là nó là môi trường bên ngoài. Về một số đặc trưng nên tôi sẽ liên hệ nhiều đến những cái thực tiễn của ngành điện mình. Một số đặc trưng về chiến lược của các chị là đầu tiên là tính toàn cục. Vì chiến lược là nó chung cho một đơn vị, ví dụ chiến lược của CPC thì nó phải nằm trong tổng thể EVN. Không thể nào CPC xây dựng chiến lược mà không biết EVN làm cái gì. Là cái đầu tiên là được nắm bắt toàn bộ, và các công ty điện lực xây dựng chiến lược của mình cũng trên cái cơ sở là CPC xây dựng như thế nào, EVN làm sao, anh cũng phải một mình một người tài khác được tính toàn bộ. Thứ hai là tầm nhìn xa, cái này là một cái anh chị vô cùng khó khăn. Về tầm nhìn vô cùng khó khăn, vì tùy thuộc vào trình độ của người đứng đầu, các bộ phận tham mưu giúp việc để cái tầm nhìn xa như đúng không? Báo cáo các anh chị về ngành điện mình, tôi nói là tôi sẽ kỹ lên một xí, còn những cái sau thì chúng ta lưu ý thôi. Vào những năm mà sau khi mà thống nhất đất nước thì các xây dựng cái nhà máy điện là thất bại, thủy điện là không đạt, không đạt. Thế thì đối với ngành điện thì khi ấy là bộ điện than, và sau này là bộ năng lượng. Chúng ta nghĩ rằng với một cái nhà máy sông Đà lớn nhất Đông Nam Á cũng lo gì về thiếu điện hết, tự hào để nó xong những năm 80 đầu chạy là coi như đúng rồi, dư điện mới làm gì cho hết. Nhưng một cái gì là trong kế hoạch làm thế, nhưng đến bây giờ cái sông Đà là một cái rất là epsilon trong cái hệ thống điện của chúng ta. Khi mà năm 1990 thế thì miền Bắc thủy điện nhiều và thừa điện. Thì công ty kia ấy là công ty khảo sát thiết kế điện đầu, mới được giao nhiệm vụ nghiên cứu để xây dựng một đường dây để bán điện cho Trung Quốc. Năm 90 bán điện cho Trung Quốc vì dư mà cứ đi đâu thì phí. Thì hết năm 1991, lúc đó thủ tướng Võ Văn Kiệt hàng năm đi thăm các đơn vị, có đi thăm ngành điện. Rồi đấy là chưa có tập đoàn đó, năm 90 chưa có. Thì ông vô đến thăm công ty khảo sát thiết kế điện 1,
Thì công ty này cũng dựng phim trường cho anh em vẽ vời rồi ông đến ông thăm để ông hỏi. Đến đấy một cái ông kỹ sư ông hỏi thì ông này công ty nó cũng đến hỏi chơi thôi, vì lãnh đạo đến mà không hỏi thì gặp lãnh đạo của công ty thì cũng dở, nên em đến cái sửa để xem hỏi cậu vẽ cái gì đó kịp cậu vẽ cái đường dây siêu quá 500 kilo khoe mà này như vậy điểm chi để điểm bản điện như không. Nhưng ông này với cái tầm nhìn của ông cũng kịp nói tôi miền Nam thiếu điện, các cậu lại nghĩ đến bán điện như Trung Quốc mà không đưa điện vào miền Nam. Thì sau đó họp lãnh đạo của công ty khảo sát thiết kế điện bộ là bắt đầu đặt vấn đề ngay, nhưng mà còn bộ năng lượng Vũ Hoàng Khải là trước thì nói này bây giờ là không có nghiên cứu gì đưa điện bán Trung Quốc hết, giao nhiệm vụ cho các ông rồi phải xây dựng đường dây siêu quá 500 kV Bắc Nam. Ông nói rồi đưa điện cho miền Nam, thì từ đó nó mới xuất hiện cái thuật ngữ là đường dây siêu quá, từ được ra 500-700 thì cái nói là gọi là siêu quá. Và cấp điện áp cũng tốt luôn. Thì xưa là tại sao là 500? Là tại vì một cái gì là bán cho Trung Quốc, mà Trung Quốc thì đường dây nó 500, cho nên mình phải đấu mỗi 500 rồi để bán cho nó. Nhưng mà từ xuống Đà mà chạy lên vô trong Phú Lâm đó, thì chính xác của nó là phải 750 kV chuẩn. Nhưng mà thủ tướng nói rồi, quyết rồi, xây dựng đường dây siêu quá 500 kV từ Bắc là cấp điện cho thành phố ở miền Nam. Thế là cha con mình cứ thế mà làm thôi, ép ép được điện rồi. Ông nói là thủ tướng nói rồi, ông sửa gì nữa. Cái về chiến lược thì sau khi mà có đường dây 500 kV một lần nữa, ngành điện cũng rất là phấn khởi. Như vậy là miền Nam là không có thiếu điện, miền Nam có điện để tải ra Bắc, miền Bắc từ miền Đại Việt Nam của miền Trung có cái ở chỗ Gia Li chạy lên, có gì phải lo hết. Chúng ta đang biết rồi, đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 chưa quyết toán xong đã chuẩn bị xây dựng tại đây. Nếu mà cái tầm gì nó ngon nó làm phải ghét. Nhưng mà mình cứ nghĩ là một cái đường dây 500 kV mà nó chạy tới để nó cấp điện cho Bắc Nam rồi đẩy ra để lại thừa. Nhưng mà tính toán chưa xong, thế nên cũng tính toán chưa xong là nó cũng có cái lịch sử để lại là đường dây 500 kV mạch 1 là chỉ định thầu. Tất cả các đơn vị xe lắp cứ cắm đầu cắm cổ làm nhưng không có đơn giá. Sau khi làm gần sau rồi thì bộ xây dựng với bộ năng lượng mới hè nhau đi từng vị trí để xây dựng đơn giá để quyết toán lên đường dây 500 kV. Nhưng nó lâu lắm, không phải là tại vì mấy năm sau mình tôi nhớ là đấy 6.000 tỷ rất nhỏ làm hoài. Thì như vậy là quyết toán chưa xong khi được duyệt thì có ba cái gì là cái đầu là mặt hàng đấy. Là mặt hai cái nhiều người nghĩ là đường dây 500 là hai mạch là cũng nhiều rồi đúng không? Bây giờ mạch ba, cái mạch ba này mình nói cái tầm nhìn xa của ngành điện này. Trong năm 2017 thì chủ tịch của tổng giám đốc tập đoàn đi hết hầu như tất cả các tỉnh để làm công tác tư tưởng để giải phóng mặt bằng để khởi công xây dựng đường dây 500 kV mạch ba. Dự kiến của tập đoàn là sẽ khởi công vào quý 4 2017. Đây, bây giờ là sắp sang quý 4 2018 rồi, nhưng FF chưa được duyệt. Tại sao chưa được duyệt? Mình khẩn cấp rồi mình đi các nơi mình làm, nhưng tại sao mình báo cáo là không có trong kế hoạch? Chưa có trong quy hoạch, bây giờ vẫn chưa bổ sung được trong quy hoạch, Bộ Công Thương chưa duyệt.
thì tôi cũng được ra làm việc mấy lần ngồi nói chuyện với người cũng bảo thì EVN mấy anh cứ làm ầm ĩ lên như kia chứ bộ thấy cũng chưa cần thiết. Bảo sao ông nói lạ kỳ đó, bây giờ điện hay nói kia mà bảo ông có thích bảo thì mình tôi thấy là EVN xây dựng cái tổng sơ đồ giai đoạn 7 16-20 có xét đến 2025 mà tầm nhìn 2035 EVN không thể nói gì đến mình ba hết. Chiến lược của EVN mà đã được duyệt, thủ tướng chính phủ đã duyệt thì không có mảnh ba, và cái chuyện không có mảnh ba để tầm nhìn là vì sao? Ngày xưa mình có mảnh một vẫn rồi là mảnh hai đúng không? Bây giờ mảnh ba là bộ đã ách lại, không phải họ gây khó cho mình, bổ sung quy hoạch là phải xin ý kiến của tất cả các bộ và các tỉnh địa phương. Cái bổ sung quy hoạch đến bây giờ cơ bản chỉ là thiết kế bản vẽ thi công cơ bản đã xong rồi, nhưng FS chưa được duyệt vì lý do duy nhất là chưa có quy hoạch, chưa có quy hoạch thì không thể duyệt được FS. Thì tầm nhìn nó không phải đơn giản là chúng ta là làm gì đi ạ, rồi chúng ta nghĩ xa, chúng ta làm xa, cơ bản thì khó. Rất nhiều người nghĩ rằng là có hai mặt đúng không, với là một loạt các nhà máy nó lên nhưng mà nó vỡ như này thì có cái gì, tại sao lại xuất hiện mạch ba, tại sao thế? Không phải đơn giản EVN là trước đây quy hoạch kém đâu, đương nhiên tầm nhìn như thế thì cũng không phải nói là tốt, nhưng trước đây dọc theo đất nước mình sẽ có một loạt nhà máy nhiệt điện và phải đặc biệt Ninh Thuận, chúng ta có hai nhà máy năng lượng nguyên tử. Đấy, không phải là đơn giản, nhưng mà sau này thì rất nhiều lý do thì bây giờ hai nhà máy điện ở Ninh Thuận là gọi là tạm hoãn, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là sẽ không làm nữa đúng không? Như vậy nó vụ công suất hụt sản lượng mà đáng nghe là nó sẽ được bơm lên ở chỗ Ninh Thuận ở giữa miền Trung. Anh chị nghe nha. Thế còn bây giờ với một lý do mà nó phải nói rất phục đuối, lý do này một loạt nhà máy ở đồng bằng sông Cửu Long là máy nhiệt điện thì miền Nam các tỉnh không cho làm. Giờ không biết là báo chí viết thế nào đấy mà tuyên truyền nó làm sao đấy, không biết bây giờ là có một cái là đồng bằng sông Cửu Long nói không với nhiệt điện than thì như vậy nó mới xuất hiện. Có cái gì là nó xuất hiện đường dây này là bởi nhiều yếu tố chứ không phải là tại vì mỗi cái tầm nhìn của EVN của ngành điện hoặc bộ cũng cứ kém lắm, mà tự nhiên một cái xu thế là không cho làm. Hai năm này không khởi công được một cái nhà máy nhiệt điện than nào. Mà ta chỉ biết một nhà máy nhiệt điện than, một nhà máy khí từ khi khởi công, không phải từ khi là con bé mà đến khi hoàn thành phải 5 năm mới có được sản lượng, mới có chạy được bơm. Bây giờ không có, cho nên bây giờ tập đoàn cũng cuống cuồng lên chạy những chỗ nào có thể làm được và cuống cuồng làm. Ví dụ như là ở Quảng Bình hôm nay là có cái nhiệt điện Quảng Trạch, trước đây là bên chỗ dầu khí làm, nhưng mà sau họ thấy rằng xương, thứ hai nữa là nó có tiền, nhất là thời kỳ vừa rồi là dầu khí có nhiều biến động mà đặt đốt hết rồi mà làm nữa, thế thì tổng lại là coi như ngành điện xin chính phủ giao lại. Thế nên là một trong 13 dự án mà trước đây á ngành điện trả vì không có tiền cũng phải trả mà ngành điện. Thì đó là chị em để ý một thời kỳ là dư luận họ chửi đúng không? Ngành điện là eo người ta đây rồi trả dự án cho chính phủ rồi. Có mấy ông giờ hơi xung phong làm là ông tên công V rồi ông Power, TV Power với ông dầu khí giơ tay làm. Nhưng thực chất là 13 dự án đến bây giờ không có cái nào mà các đơn vị ngoài làm được đâu, bao giờ có đâu, không lấy điện của chính phủ cơ, nhưng thực ra không làm.
và đến bây giờ họ vẫn chưa làm. Và ngày liền đến xin chính phủ quay trở lại, mình thấy rằng ông Bộ Quỳnh là ông còn ủng hộ cho làm. Và cái gì đó, tỉnh Bộ Quỳnh ấy, tỉnh ấy thì ủng hộ cho làm ngày bảy nghìn một lần, người dân thì ủng hộ một dân cộng Quỳnh anh hùng. Bây giờ chưa giải phóng mặt bằng sao? Đáng nhẽ cũng khởi công cuối năm 2017 đến bây giờ cũng chưa khởi công được. Cái này thì lý do mặt bằng cứ đụng chạm là người dân những biểu tình. Bây giờ cũng biết có khởi công rồi, tập quản nháo hết cả đầu gì rồi này, loạn rồi. Rồi cái nhiệt điện ở Quảng Trị do ông Thái Lan thì là đầu tư cũng kêu gọi là. Rồi hai cái nhà máy nhiệt điện khí, một cái ở Chu Lai, một cái ở Dung Quốc, dự kiến là sẽ dùng khí ở cái mỏ khí đá vôi xanh, một cái gì dự kiến là đá vôi xanh để khai thác. Mà năm 2017 vừa rồi là APEC ở Đà Nẵng mà tù mời Trung đến để khai trương, nhưng mà sau bây giờ đá vôi xanh là bơi bắt đầu mỏ Trung Quốc đi ăn được, không cần đâu được, không làm được. Bây giờ là những loại đấy, những loại cái nhà máy chúng ta dự kiến để đắp lên bây giờ rất là khó khăn. Có các anh chị nghe về tập đoàn bây giờ là bắt đầu lo. Vừa rồi thời kỳ 2014-2015 thì trong một lần tập kết tập đoàn thì anh Phạm Lê Thanh còn là tổng giám đốc của Lê nói là bây giờ thở phào rồi, EVN đáp ứng được công suất và đã có dư để dự phòng. Lần đầu tiên kể từ khi mà thành lập ngành điện đến lúc mà tổng giám đốc Phạm Lê Thanh đến phát biểu thì mới có dư công suất để dự phòng. Bây giờ thì bắt đầu sạch hết rồi. Lý do là một loạt những nhà máy mà chúng ta công suất lớn ngàn hai ngàn mê mà cuối cùng không cho khởi công, không cho là nhìn tôi nói ra đồng bằng sông Cửu Long thì bảo nói không cái nhiệt điện than, mấy cái nhà máy kia bây giờ cũng được làm, nhà máy Bộ Quỳnh tỉnh thì cho làm, dân cho làm. Ở Dung Quốc thì với là Chu Lai thì mình muốn làm, Trung Quốc cho làm. Thế nên những cái lý do nó trên trời lên xuống cuối cùng bây giờ không khởi công được nhà máy, báo cáo là không khởi công. Tập đoàn đang lo đến được khoảng năm sau nữa, cuối năm 1920 nếu mà không khéo là phải tắt điện lại, tắt điện luân phiên. Và giải pháp của tập đoàn bây giờ rất bối rối. Trong nước xây dựng nhà máy là thứ nhất là ổng tỉnh, thứ hai cũng cho xây. Bây giờ đang lập một chiến lược, bây giờ đi mua điện làm được phải mua, tiếp tục mua Trung Quốc, mua của Lào. Mua của Lào thì bây giờ đầu tiên thì cũng ngon, bây giờ nó chức là đợt sau khi vụ vỡ đập ở bên Lào thì bên Lào nó lại dừng lại, nó xem xét các nhà máy thủy điện như thế nào, cho tiến trình để làm sao. Thì tiến trình mà mua điện ở Lào cũng rất là khó khăn và cả bên chúng ta sẽ cố gắng là xây dựng đường dây để mua giá điện như nào kia. Thì mua thì đương nhiên là chính phủ sẽ cũng hỗ trợ cho ngành điện thôi. Tuy nhiên báo cáo với anh chị đến khi họ dừng lại thì nó có nhà máy phát đồ là mình mua. Đấy, cho nên bây giờ hai cái chỉ là mua của Trung Quốc và mua của Lào. Lào thì có thể là thân thiết hơn, chơi với Tàu thì nói chung cũng rất là ái ngại. Cứ kể anh chị mua Tàu cũng đơn giản như mình nói, chứ có công tơ điện nào. Phải anh đăng ký công suất bao nhiêu, sản lượng bao nhiêu, anh mua cho trúng, anh mua hùng nó phạt, mua trên nó không bán, cần nữa không bán, không có tân nữa đâu, bọn anh không xài hết. Ví dụ lúc thấp điện luôn đấy, không có cái giá mà ví dụ tôi đã để cho anh từng ấy công suất rồi, anh phải mua đi đấy,
Cho nên có trường hợp ngoài Bắc mà các nhà máy thủy điện ấy, nó phản ứng ngành điện mà bảo tại sao mà không cho thủy điện phát mà đi mua điện Trung Quốc giá cao, thì ông ăn đi trong này phải đảm bảo anh mua không mua cái công suất nữa rồi lo mà ăn cái hết, cũng như ăn buffet ăn cái hết, không ăn nó phản. Thì như vậy là cái này trước sau có công suất rồi, thì bây giờ tự nhiên ông thủy điện nhỏ mà đẩy lên nữa thì nó dữ, nó bị phản nữa. Thế nên phản ứng ghê lắm, nhưng mà thực ra đó là một bài toán. Nhưng mà sau đó thì thực ra báo chí thì biết rồi, rồi tất cả mọi địa phương cũng mà đến chính phủ cũng biết chuyện. Còn nếu chúng ta tiếp và chúng ta giảm cái mua xuống, ok, nhưng sau cần nữa là không có bán đến công suất nữa không, Trung Quốc đó. Mà mình nghĩ thì bảo Trung Quốc củ chuối, nhưng mình nghĩ là cả củ chuối cũng đúng thôi. Tôi đã đề, tôi đảm bảo lên cấp từng đó, đó. Tôi đâu phải oxy đâu mà thì muốn nhiều thì nhiều, muốn ít thì ít, cái hệ thống điện của nó phải ổn định nhất. Họ đã sẵn sàng tất cả chạy bằng nhiệt điện, bằng thủy điện, tất cả đấy để cung cấp đúng cho anh từng ấy, về công suất cấp cho anh từng ấy, đảm bảo về tần số, đảm bảo về điện áp, tất cả mọi thứ ấy. Nhưng mà lúc anh có thì anh không mua, lúc anh thiếu anh đòi nhiều thì đâu có được. Cho nên cái nó cũng tôi nghĩ là nhiều người cũng phản ứng là đòi Trung Quốc củ chuối, nhưng mình nghĩ mình củ chuối hơn, đúng không? Mình cứ đòi những cái gì mà tốt nhất cho mình, còn người ta là phải phục vụ mình, mà cái gì là không tốt. Thế nên cái tầm nhìn này là nó rất nhiều những chỗ mà chúng ta, tôi nghĩ có giỏi mấy giỏi thì chúng ta cũng không có được hết. Tôi là ví dụ như là cái mà ở chỗ đảo Cái Xanh, ai nghĩ là mình cũng làm được hết, nó làm tâm thể thủ biểu được, đang làm được, nó bây giờ làm được. Đó. Rồi các nhà máy nhiệt điện, cho nên nhiệt điện một cặp là kỳ xưa là bên chỗ dầu khí anh giải phóng mặt bằng làm gần xong luôn, bây giờ dân tái chế tất cả, bây giờ không thể công được. Những cái mà nó chung là ngành điện cũng không thể là giải quyết vào một cái chủ tịch rồi đồng thành viên là quê của quận Bình. Nhiều người bảo ông có về thăm quê miết, không phải, ông vào thì làm việc với tỉnh Quảng Bình để cố gắng gây áp lực để hốt cái lượng mấy cái hộ dân ra để khởi công. Nhưng mà Quảng Bình cũng kẹt, cũng sợ đủ tình, nó cũng đợt nên là có các anh chị nói nhiều thứ là mà cái thời kỳ mà bị phong xa là cái vùng, một cái vùng quảng trạch nữa là nó cũng khốn khổ khốn nạn vì cái vùng này. Bây giờ dân đấy là nó nghe đó. Và các chị nói là nghe. Cho nên xã rồi huyện rồi tỉnh về họ là xí nhẹ nhẹ thở hay là mang dao văn đưa ra rồi là tính ấy. Tôi nói là cho nên không gửi công lo không làm được. Về tầm nhìn thì tôi mà tôi thế về CPC, về tất cả những cái để mình nói toàn những cái nó không đúng, nhưng mà có nhiều cái tầm nhìn tôi thấy cán bộ lãnh đạo của ngành điện nó là giỏi cái tầm nhìn ở đây. Chắc là có một số người biết được bác Văn Giai đã mất rồi, là giám đốc thứ nhì sau Bắc Cao Hiện Tại. Sau khi ILE mà khởi công và tìm về thì có một cái bài viết vào những năm chiến tranh ở miền Bắc mà Bác Văn Giai đã nghĩ đến chuyện mà viết xây dựng khi mà giải phóng miền Nam thì xây dựng thủy điện ILE. Cái này có bút tích như vậy là hồi sau khi mà phải có người đi rồi mình nói họ cũng đọc một thời kỳ đấy, nhưng mà không có tài liệu và tiếng Pháp nhờ để nghiên cứu để khi mà chúng ta giải phóng miền Nam thì mà mình nghĩ từ những thời kỳ mà trước khoảng thời Bác cũng khoảng 30 tuổi hơn mấy và đã nghĩ đến chuyện là bây giờ sẽ làm như thế nào rồi này. Sau đấy thì khi mà thời gian sau là mình về mình làm cái Mỹ Sơn thì xung quanh báo cáo anh chị ngày xưa những cái thủy điện ấy là điện lực ba làm chủ tư, và sau này nó tách ra rồi. Những cái đó thì là những cái tầm nhìn những cái là
Trong những năm mà mới giải phóng xong rồi đi bác giai tiếp quản thì bài toán về đưa điện cho miền Trung bài toán cực kỳ khó khăn. Mà đợt đấy là các tỉnh đã nhập tỉnh rồi, bình thì kia là nhập, Quảng Nam là đã nhập, mà bác giai bác mời được 7 ông bí thư ở miền Trung, bí thư tỉnh ấy đến lần ba họp để giải cái bài toán đưa điện cho miền Trung. Và ông đưa ra một số chính sách. Cái đầu tiên ấy là phục hồi và mở rộng tất cả các nhà máy nhiệt điện. Cho nên một thời kỳ mà mấy ông đi diesel nhưng hơn ngày xưa ngon lắm, đúng không? Hạt giống đỏ rồi đi ra mà bác bê, đúng không? Bê tất cả diesel ngoài kia, vì ngoài kia là lúc đấy nó có thị hiện. Cho nên dư được, ôm về cho các tỉnh, ghe nọ ghe kia rồi tất cả mọi thứ là tìm đúng không ạ? Điện lực ba lúc đó chủ yếu là cái bộ phận cơ là coi như giải quyết vấn đề bài toán. Và song song đấy thì ông cũng bảo cho nó là chỉ trước mắt bằng mọi giá ra làm việc với bộ năng lượng để có được cái đường dây mối điện quốc gia. Đầu tiên là đường dây 220 từ Vinh mua rồi, không ở đâu có tải đâu, nhưng phải ít nhất là phải có cái đạo 220 đó, là từ đó mình chạy cái sạc. Cho nhiều người thắc mắc, này không, rơi về vô Đà Nẵng rồi vô Huế rồi thì có tải rồi vô Đồng Hới làm gì? Đồng Hới là đồng không ông quạnh nó làm gì? Nhưng mà nếu mà anh đòi mà đòi vô Huế, thằng mù quýt thì có, không biết cái lượng của bạn hỏi đến Đồng Hới đòi. Đồng Hới là địa phận của mình rồi, mình đi đâu mình làm tiếp. Thế là năm 91 là đã được một cái đường dây Vinh đi Đồng Hới và một trạm 220 Đồng Hới. Đấy lúc này mạch 63 thôi, trạm 220 mạch 63 thôi. Mà anh biết mạch 63 đâu ra không? Mượn của đá nhìn, không có tiền mua mà mua không được. Đợt đó Liên Xô to rồi không mua được. Trung Quốc cũng tàu năm 91 là chưa được. Mượn một cái nhà máy, mượn đấy là thì gọi là công ty điện lực hai bằng những mối quan hệ và mượn được một máy. Và sau đó toàn bộ thiết bị 220 mua chui của Trung Quốc, tờ thế lịch của các anh chị là chưa bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc nào, giao cho tổng miền Bắc, bộ giao cho tổng miền Bắc làm việc với Lạng Sơn, liên hệ bên kia mua máy cắt, mua tất cả, mua chui, gọi là chui nhưng mới đủ trương chính phủ chui không biết làm sao mà thì máy cắt tổ đùng chạy xe nó mà qua cửa khẩu mà mua về cuối cùng phải cả 220 phải đóng điện. Nếu anh chị em nào mà có dịp ở ngoài ra là thấy cái gì bây giờ biết họ thay cho tôi biết, nhưng mà cái kia ấy là máy cắt Trung Quốc là có ba cái mũ, giống như mũ bồ lâu đồng màu xanh đỏ vàng, ba cực khác nhau nhìn nó rất là màu mè. Thì nó là dài sau đó và có cả cái gì là làm việc với bộ để có cái đường dây mà từ ngoài Đồng Hới, Vua Đông Hà, Vua Huế và Vua Xuân Hà. Tôi nhớ là Xuân Hà hình như cũng năm 91-92 rồi đóng điện ủ vấn rồi Đà Nẵng mà được cái tấn rồi. Sau đó và trong song với cái việc chúng ta xây dựng cái đường dây ngoài Bắc vào thì đẩy nhanh tiến độ và làm vay vốn của Pháp để làm cái điện Lý Sơn, những chiến lược là cái điện Lý Sơn bằng vốn của Pháp. Và chúng ta có cái đường dây từ Đà Nẵng và Quảng Ngãi và Lý Sơn đến Quy Nhơn, cũng như vậy có nghĩa là nối tất cả những. Sau đó thì hoặc khi mà cái điện Lý Sơn đưa vào cái đường dây mà Đà Nẵng Quảng Ngãi đã hoàn thành, điện lực ba dưới sự chỉ đạo chúng ta những nghiên cứu là làm cái đường ấy đưa điện quốc gia vào khoảng 35 kV. Cái đường đấy nó có Lương Mạnh Dũng đến chủ trì nữa, tổ tắc xứ luôn để ông tính toán từ Đà Nẵng vô Quảng Ngãi và tiền bằng một chiến lược
sau khi có địa điểm Lý Sơn lên thì nó trả lại và nó đưa vào Quy Nhơn tất cả. Sau này có ba anh chị thì như vậy là đến lúc đó thì cơ bản là chúng ta đã có nguồn từ ngoài Bắc đi vào đến Đà Nẵng, đến Quảng Ngãi, có địa điểm Lý Sơn đi vào Quy Nhơn. Phía Nam á, là có cái đường dây từ Đá Nhìn về Tháp Chàm và về Má Vọng, thì đó là kịp. Cái ông Phú Yên là cái ông tổ nhất là hai đầu không lớn được, Bình Định đứng, Nha Trang đứng. Sau đó là cũng làm việc chán kê về rồi mình bỏ cái tiền để làm cái đường dây từ Nha Trang ra Tuy Hòa và từ Quy Nhơn đi vào Tuy Hòa để nối mạng. Như vậy là cái chiến lược của bác Giai thời ấy là có như đi với anh đầu tiên có nghe cái này là nóng nhất, nhưng mà cái khổ cũng như gian khổ nhất lắm, phải là chúng ta có máy mà dầu, có máy mà xin được cái tiền để mua dầu, vì chạy cho nó tốn tiền để mua dầu, cho nên chạy cũng tắt tới tắt lui cũng rất là đau khổ. Đó là thủy điện ở địa phương là tập trung, là khi ấy là chưa có thủy điện nhỏ, thủy điện nhỏ do địa phương làm thôi. Chúng ta có cái ăn điền rồi có những cái là do địa phương mà làm chứ không phải ngành điện làm. Thế thì thủy điện là thủy điện Bí Sơn sông Bình, con trai đi qua Triều Tiên thì phải tìm, bởi vì tôi cũng nghĩ lạ mà thằng Triều Tiên nó nghèo kiếp sát mà đang mà lại có cái gì tiến là đi vay tiền nó để làm thủy điện sông Bình ấy. Đi qua làm việc như sau, bác cũng đặt vấn đề thì sứ quán đặt vấn đề, qua liếc tới liếc lui bảo là cũng khó một gia này cũng khó một là còn bảy ông bà giờ cũng vay được cũng không bỏ. Như vậy là đi gian đầu tiên bài toán đi gian để chữa cháy đó. Mọi người trong thời gian đi gian cài lên thì chúng ta tiếp tục làm thủy điện, đặc biệt thủy điện lớn 66 mê ở Vĩnh Sơn và 66 mê ở Sông Hình. Nhưng cái quan trọng là bác luôn luôn đi ra ngoài Hà Nội để có điểm quốc gia kéo mặt ngoài Bắc vào, trong ra ngoài Bắc thì từ cái đàm 202 ở Vinh nó làm cái đường dây mà vào kỳ nữa là chưa có cái trạm mà 202 ở Hà Tĩnh đâu. Hà Tĩnh có này, làm nhà của đồ ở mà mình làm vô những trạm Lục Bình, Huế chạy vào là năm 91 đóng điện trạm Xuân Hà đầu tiên, ngày 25 mê. Bây giờ anh em nghe nói 25 mê mình cười lúc này nó mới gì? Thì xưa mà ngày 25 mê được là quá sang rồi, thì xưa có 16 mê đâu, đúng không? 16 mê và 25 mê, Đà Nẵng là coi như rồi. Ưu tiên tại vì tỷ lệ ba đóng rồi đây thì hai năm chứ cái ông người Bình trong Đông Hà thì xưa 16 hết á, miền Nam kéo điện từ Đà Nhiên xuống qua Tháp Chàm về Cầm Răng và đi về cái trạm Má Vọng. Đây tôi nói là chính được và cơ bản nhờ như thế, nhưng mà cũng sau một thời gian thì cái hên của mình cũng là xu thế phát triển của ngành điện xuất hiện được về 500 kilo và xuất hiện được về 500 kilo, cho nên có ba anh chị là cơ bản về điện của miền Trung là giải quyết được, không phải bài toán điện tốt 500 kilo này. Về 500 kilo tôi nói luôn, tôi là sau khi mà có quyết định là đầu tư cái đường dây 500 kilo ấy, thì bác Giai đã thành lập ngay một cái đội là quy hoạch là cái lưới điện điện lực ba hậu 500 cái cây đó, gồm có là các trưởng phòng, tôi nhớ là Nguyễn Hà, Đàm Văn Vinh, một loạt các trưởng phòng và khuôn mời các giáo viên, giáo giảng viên của Đại học Bách Khoa, thầy Tịnh, thầy Vinh, ông này, thầy Vô làm cái quy hoạch lưới điện gọi là hậu 500.
Và cái đề án này đến bây giờ tôi cũng đang còn giữ nên tôi với ông Bá Hùng ông nhóm là còn tôi là cái người tôi xây dựng ông Bá Hùng bên kỹ thuật được giao nhiệm vụ thư ký để cập nhật rồi vẽ vời như thế này. Cái đề án này bây giờ báo cáo với anh chị thực hiện chưa xong. Chúng ta bắt đầu từ Bắc Giang đưa ra những năm 91 mà đến bây giờ những cái đường dây mà bé vẽ 35 kV trong 10-220 là đến bây giờ chưa xong và gần xong. Đó là có đường dây từ Quảng Ngãi mà đi lên phía trên Vũ Cung. Thì nó vẽ là nhiều người bảo mấy ông khùng tiền mua mà làm cái bây giờ. Bây giờ đường dây 220 Quảng Ngãi đi lên có cái thủy điện gì đấy à, thường là thường Vũ Cung chứ là làm ấy, bây giờ gần xong. Còn đợt đấy cũng bảo để nói đây chỉ biết luôn là đầu tiên là không có cái cảng 500 lưới cu đâu. Thì xưa chỉ có một cảng ở ngoài Hồ Bình, một cảng ở Đà Nẵng và một cảng ở trong Phú Lâm. Còn cái đường dây chia chia cái khảo sát cái đề mồi mà đi lấy ý kiến các nơi họp chưa. Thì bác Giai bảo bây giờ là về Đà Nẵng có một cái cảng là ok rồi, tất nhiên rồi. Nhưng mà Pleiku là phải có một cái cảng. Nhưng mấy ông kia cũng suy nghĩ thiết kế nào suy nghĩ bảo trên chỗ Pleiku, trên cầu Nguyên ấy thì tại đâu cần cái cảng 500 Đà Nẵng có rồi còn cấp cho Huế, cấp cho Vũ Xua chứ còn cái ông Pleiku cần gì. Chúng ta bảo không, để đó cái nghĩa đi lên cả 500 của Pleiku tiêu của nó, thứ nhất là chia đường dây cho nó để cái sóng bức sóng, thứ hai là để đón giờ đi lên. Và khi mà có cái cả 500 kV ở chỗ Pleiku chốt rồi là thủy điện giờ đi chạy ro ro các bộ ban ngành khi gây ra bộ năng lượng với bộ xây dựng, bộ cái đầu tư những bộ mới thống nhất để khởi công như gia đình và ba gì, có nghĩa là khởi công và hai việc. Thứ nhất có cái trạm 500 của mình hai trạm, thứ hai nhờ có cái trạm 500 của liên vụ cho nên thì điện gia đình được đẩy nhanh lên, đẩy nhanh tiến độ lên. Còn không thì nó không có tiền cứ dây dưa mà nó cứ nghĩ là có cái thủy điện sông Đà rồi tầng này là có cái thủy điện Trị An rồi dùng chỉ cho hết mà làm như thế. Nhờ có cái chiến lược của quốc gia là như vậy là ở các anh chị chúng ta có được cái cảm 500 kV cuối cùng. Và thì theo đánh giá của lãnh đạo thì sau này nó đẩy nhanh được 5 đến 10 năm. Nếu không có cái cảm 500 kV cuối cùng đạt ở đấy mà để đó như vậy thì đi vào đâu có tiền. Vì lúc đó các anh chị cứ tưởng tượng là những năm 91 mà tập trung tiền để làm cái đường dây 500 là hết rồi. Và tư duy cũng nghĩ rằng là sông Đà rồi Trị An rồi tất cả những cái ấy là nó cũng nhiều rồi, miền Bắc mà thừa điện thì chạy đường dây 500 vô, miền Bắc thiếu điện thì 500 ở miền Nam chạy ra, cho nên là nghĩ rất đơn giản. Miền Bắc đấu tranh thì nhớ mà ông cứ lưu vui đi theo ông Hải bộ trưởng ấy, Vũ Ngọc Hải ấy, là cứ thuyết phục cái chỗ này phải cho được cái đạn 500. Và lúc đó là cũng nhiều người cũng rất sợ, có cái sợ gì nói nhiều là ok cái đạn 500 Pleiku dẹp cái đạn Đà Nẵng đi. Vì lúc đấy mình nghĩ chỉ có ba cái đạn nhưng mấy tiền từ nữa chứ mấy à, nhưng mà mình nghĩ cơ mà nếu nữa rất là tệ cho cái việc mà cung cấp điện cho cái vùng như là miền Trung này. Nhưng mà ông nước vui đi biết ông tiếp tục cuối cùng là có cái cảng 500 kV. Tại vì chiến lược là nó ra anh chị biết đấy. Một cái nữa tôi nói luôn về chỗ CPC đó, về Bắc Giang thì về hiện nay chúng ta đang có xu thế là nào là cách mạng 4.0 rồi lưới điện thông minh. Tôi nói về này vào năm 2010 thì bắt đầu CPC lớn ở đất liền được 3
đã manh nhà và đã chuẩn bị để làm lễ đình chúng tôi. Đến 2011, cách đây là 7 năm rồi. Thế nhân bây giờ tổng giám đốc vì xưa là phụ trách về viễn thông công nghệ thông tin, ông làm một cái lộ trình lưới điện thông minh tổng điện lực quốc gia. Mà đến bây giờ nếu như chúng ta chiếu lại với cái cách mạng 4.0 và các cái xu thế và các cái mô đun cơ bản của chúng ta đi được. Thứ nhất, lưới điện thông minh gồm có 4 hợp phần. Thứ nhất là tích hợp tất cả những nguồn điện năng lượng sạch vào lưới điện. Thì ấy là báo cáo chị là ai làm cái năng lượng sạch trong gió mà trời mây gió thôi, nhưng mà lúc đấy đề án đã đề cập đến vấn đề là năng lượng sạch đấu vào lưới điện. Thứ hai đó là cái lưới điện trong vườn sẽ là thu thập số lượng lưới điện phân phối, và có cái anh chị dùng công nghệ thông tin nhiều không được. Ở đây cũng có một sự trùng hợp thôi, là tôi cũng được tham gia, là mọi người rất là phân vân là cái trung tâm điều khiển, trung tâm thao tác nó như thế nào. Có hai luồng ý kiến, một là làm cho vùng 3-4 công ty điện lực có một trung tâm điều khiển thao tác. Hai là mỗi công ty điện lực là có một trung tâm điều khiển thao tác. Thì ông xuất dụng ấy, có thể là ông muốn vùng. Và vì vùng đó là ông thao tác điều khiển do cao thế nắm quyền. Còn nếu mà đưa về các trung tâm điều khiển công ty điện lực thì có thể chỉ có cái ghế ngồi bên cạnh thôi. Còn bên đấy là nhà xưởng tất cả mọi thứ là của công ty điện lực. Phân tích biết. Và sau đó chúng tôi nghiên cứu và cũng có ý kiến đề nghị là nên làm cho từng công ty điện lực. Tại vì lý do đầu tiên là chúng ta đã có điều độ điện lực rồi. Và một số công ty điện lực đã có mini SCADA, thì đó là có Đà Nẵng, có Bình Định, có Huế, có Đắk Lắk. Bốn ông mà có mini SCADA thì mình tích hợp thêm 110 vào đó nữa, thành cái trung tâm điều khiển của lưới điện. Cũng tình cờ bây giờ báo cáo với anh chị là sắp tới đây là lưới 110 trả lại cho công ty điện lực rồi, anh chị biết chưa? Sắp tới đây là các công ty điện lực là sẽ quản luôn lưới 110 cao thế giải đáp. Thì nếu mà chúng ta làm vùng là chặt rồi là sẽ phải làm tiếp. Nếu mà vùng thì ông nào sẽ điều hành 4 công ty điện lực. Bây giờ về tự nhiên cái nó cũng một số tiền cũng tình cờ mà nó là tốt, có cái gì cũng thì ra là về nó phù hợp với số tiền đó, khoảng là 1/1/2019 này thôi, còn một quý nữa thôi. Các công ty điện lực sẽ được tiếp nhận cái lưới điện cao thế và vận hành. Thì như vậy cái trung tâm thao tác điều khiển chúng ta làm đây nó rất là hợp lý, nó rất thuận tiện và rất hợp lý điều hành tốt. Cái hợp phần thứ ba mà trong cái lưới điện thông minh đó là công tơ, công tơ thông minh, không phải công tơ điện tử đâu mà nó là công tơ thông minh. Công tơ thông minh thì thực ra báo cáo anh chị là công tơ mà hiện nay mà của MX mà sản xuất là cũng nó gọi là bán thông minh, chứ không phải là một đơn vị công tơ điện tử mà thông minh. Hiện nay công tơ của chúng ta sản xuất là đang sử dụng cái mới là giao tiếp được một chiều, có nghĩa là chúng ta thu thập số liệu tất cả những gì mình muốn như thế, nhưng cái phần quan trọng là giao tiếp được với khách hàng hai chiều là chưa, đã thông minh thì phải làm được một cái. Bây giờ nhưng mà làm cái đơn giản nói là lần ba. Cái thứ tư là hạ tầng công nghệ thông tin là phải mạnh, phải tốt để điều hành cho cái lưới điện thông minh. Cho nên báo cáo anh chị là nhờ có những cái chiến lược như tôi nói từ năm 2011 ra cái quyết định để chúng ta làm
cơ bản so với các tổng công ty khác thì tổng công ty Điện Lực Quân đã đi trước một bước, đặc biệt là đã không được trực. Hiện nay là đã nghe là 2020 cái lộ trình mà đã không được trực mới thực hiện xong của tập đoàn, của các tổng ty. Nhưng mà CBC là cuối năm này kết thúc, năm đi trước 2 năm cũng đầy gian nan và cũng đầy vết thương trong đơn giản đó. Vì một đảo không biết trực là giảm đi 11 người, anh cứ tưởng tượng chúng ta có 110 cái trạm thì cái số lượng giảm một kinh khủng. Để xử lý cái là ban giám đốc và tổng giám đốc đau đầu năn nỉ là công ty thì mình nhận dùng, năn nỉ không được bắt đầu ra lệnh đủ thứ việc đấy, đâu phải đơn giản. Ông Huân Tấn Thành bảo tôi thì làm cái tổ rồi, ông nào trèo lên được là tôi nhận. Tôi bảo tàu lao thành kỹ sư bắt trèo lên rổ, ông trèo được không? Ông mới nói là cái đó là cái tư duy của họ. Nó bảo là tôi cần người để về trèo trụ, chứ bây giờ nó họ kỹ sư mới bắt trèo trổ. Ông bố trí cái việc làm khác chứ đúng không? Mà anh em trong gia đình tôi nói là cũng đầy đau khổ. Nó bên Bắc họ làm vì cái chuyện này chứ không phải là vì họ đủ nguồn lực cho họ. Ông bảo bây giờ chúng mình có biết trả với họ trả nhiều, bây giờ giảm nó đi đâu mà nói câu cho nên có ai mà nếu nào mà trả nó còn có một cái cốt của địa phương người hết đuổi được giảm được thế là sao? Nhưng mà đương nhiên phải làm thôi. Có cái gì cũng phải là cái chỗ công tơ điện tử của mình cũng mới sơ sơ thì công nghệ hạ tầng rồi chúng ta bốn hợp phần đấy là có cái gì đến bây giờ chúng ta cơ bản ổn định. Và chúng ta theo đánh giá của chúng tôi và các anh chị là nếu mà đến năm 2020 thì cuộc cách mạng 4.0 đất nước mình ở đâu đến CBC chắc là sẽ nhờ những đi bước đầu hưởng lợi và sẽ chạy trước các đơn vị đang rất lo về thị trường điện, lo về tất cả mạng hạ tầng. Nhưng mà CBC cũng có thể nói là yên tâm, đương nhiên là phải luôn luôn nỗ lực cố gắng khắc phục. Giống thể nói bây giờ nói khơi khơi với nhau bây giờ phải ngon rồi đúng không? Okay. Về chiến lược là tôi nói luôn một cái tầm nhìn để nói thôi thì tổng liên mình cho nhìn xa để liên quan đến Bắc Giang. Bắc Giang chúng ta có nhiều ý tưởng và bác thực hiện nhiều cái. Bây giờ chúng ta hưởng lợi rất nhiều. Những năm cuối những năm tập 9, tập 8, tập 90 khi bắt đầu xuất hiện, mình hay nói là thì nó gọi là máy vi tính. Có cái gì? Vì xưa mà tôi làm mà tổng tôi là văn bản là viết tay hết, mình viết trong trường phòng duyệt đưa lên cho Quốc Anh đọc có đồng ý không ký, đi xong đưa đến văn thư để đánh máy. Đánh máy xong rồi lò lại đưa lên là trưởng phòng ký lại để đưa lên trên phát hành. Thời kỳ đấy mà bác Dài đã cử một nhóm đi học vi tính ở Sài Gòn, có Trần Dũng đúng không? Trần Dũng có ông Nghĩa, ông Phí Anh Tuấn, ông Lợi, Trần Đình Lợi, mình 4-5 người đi học. Lúc ấy đã đi học máy vi tính, lúc đó bây giờ mình gọi máy tính là máy vi tính ghê lắm. Và bây giờ nhờ những cái nòng cốt của ông ấy thì bây giờ là rõ ràng rồi. Và chỉ có Điện Lực Ba là đơn vị đầu tiên thành lập phòng máy tính, có được mấy cái máy tính thôi, thành lập được phòng máy tính. Và cả anh chị tầm nhìn những năm 80 đã là như thế rồi, cực kỳ đào tạo học. Còn nhân viên là cho đi học đánh máy rồi cho học đi sử dụng máy photo. Kỳ xưa mà đi học này tôi nói bây giờ máy photo bây giờ mình nói rồi, thì xưa là có cái cô Dung mà bây giờ làm trưởng ban quan hệ quốc tế của NPT ấy, mà thì làm học gia tự đi học một lớp photo điều hai cái máy photo ấy. Đó, tôi bây giờ thấy kỳ xưa khó tầm gì cho đi làm là hết học. Bây giờ rõ ràng là nhờ những người ấy nó như là nảy mầm lên rồi, những cái hạt nhân ấy đúng không, đặc biệt
Thời kỳ đấy là phải nói là về trình độ máy tính của cán bộ công nhân viên của điện lực ba y tờ không biết gì hết, không biết gì. Thế mà bác mua cho mỗi phòng một cái máy tính, tôi ngồi như vậy, mỗi phòng máy tính. Mà anh để máy tính thì nó là nhiều tiền lắm này, nó phải như bây giờ cái máy tính nào thì nó là, mà trong khi nguồn lực là hạn chế, và đi theo cái máy tính đấy là phải có máy điều hòa, vì sợ nó hư cái máy tính. Được, tôi nói là bác cắt phòng rồi. Tôi một lần tôi ngồi được ngồi anh Hàn nói chuyện, ông Hàn thì về đầu tư xây dựng cho nên anh thường anh nó biết chi về máy tính mà mua cho nó phí. Rồi chơi đồ chơi thôi, bác gia cũng nói ra biết không, sao phí được, chơi đồ chơi là dùng bàn phím chứ, anh làm cái gì trên cái máy vi tính được hết, anh sử dụng bàn phím rất là được, không yêu cầu cái chương trình mà có máy vi tính này cập nhật, không bảo được. Ông sếp của bà tôi nói là chơi đồ chơi thôi, chơi đồ chơi là sử dụng bàn phím chứ, có nghĩa là chỉ cần bấm để cập nhật để làm tư duy. Và sau đó thì rõ ràng là không thể nào các phòng thì các phòng như các bạn các phòng mà có thể là có cái máy vi tính mà lại không biết gì hết, đúng không? Mà thời kỳ ấy là cán bộ cũng trẻ rồi, cũng nói chung là cũng thấy xấu hổ, không có cái máy mà không biết tắt biết bật gì hết, tôi nói thật, rồi cũng biết làm cái gì hết. Đêm đi học máy, từ cái học đó, từ thấy mình cần phải đi học xấu hổ, trong phòng có cái thằng này nó ngồi làm một mòn kia mình chả làm được, phải đi học. Thì là tôi may mắn là tôi học ở nước ngoài về tôi có biết được ngôn ngữ Fortran rồi Basic rồi tôi cũng lên tôi biết ra phòng lé mắt biết, nhưng mà sau đó cũng phải đi học. Thì nữa tôi còn nhớ là chương trình là viết trên đốt, rồi sau đó là phóc rô cũng luôn là, nhưng mà cái phong trào đi học tự nhiên có một cái máy là tự nhiên tắt đấy, tôi làm cái tầm gì. Có nhiều người ấy cũng nghĩ là bảo bây giờ bỏ ra một cuộc tìm thì siêu máy vi tính 286 một đống tiền mà không sử dụng được phí, nhưng mà tầm nhìn của bác khác không có phí, kể cả nó chơi trò chơi cũng phải sử dụng bàn phím, nó quen bàn phím, nói thôi là chơi đáng lẽ. Bây giờ mấy ông trưởng phòng bây giờ mà thấy tính chơi trò chơi là đỏ mặt tía tai lên mà đầu tiên cái vấn đề của tôi nghĩ rằng là không phải ai có thể nhìn nhận được đâu. Và chúng tôi phải nói là được phượng đó là chỗ chiến lược của một gia là hai cái, một là được làm quen và làm quen một cách tích cực lại cái tính, cái thứ hai là được ngồi phòng điều hòa. Trước đây có bao nhiêu là không có lắp điều hòa đâu, điện lực ba cái thì nếu mà đây làm trước đấy là không có điều hòa đâu quạt. Nhưng mà sau khi có cái máy vi tính là bà nó có điều hòa nó hư, bắt đầu hè nhau lắp điều hòa và tôi được cộng lập là thứ nhất là cập nhật được cái kinh về máy vi tính, thứ hai là ngồi điều hòa mất, cho nên là những cái chiến lược và tôi nghĩ rằng là những lãnh đạo các đơn vị phải có một cái tầm nhìn và có một cái tư duy mà tôi nghĩ là đi tắt đón đầu các xu hướng của công nghệ. Còn nhiều người thì họ cũng ấy nhưng mà cũng nặng, và những người có tầm nhìn ấy tôi nghĩ là nó mới kịp. Thì bây giờ ví dụ như là đến bây giờ là chúng ta là cuộc cách mạng 4.0 đến nơi rồi, tất cả các nơi là internet và kết nối vạn vật rồi trí tuệ nhân tạo rồi tất cả big data một loạt, nhưng mà chúng ta không có cơ sở hạ tầng, chúng ta không có con người biết thì làm sao mà tham gia vào cuộc cách mạng này được, chúng ta sẽ đi sau thôi. Ngay bây giờ hôm qua tôi cũng vừa tiếp một đoàn vô đoàn mà sắp tới đây là cái chương trình về quản lý xây dựng sẽ tiếp nhận và đưa lên online ban quản lý xây dựng, họ đi vào cùng theo mấy ông IT và ICT thì là hoàn toàn hai khác, một phần là của phần ban công nghệ thông tin và công ty công nghệ thông tin của tập đoàn vậy. Thì họ đánh giá rất cao và là ngồi trước mặt mình đó, mình đã cao CPC về hạ tầng về con người
về cái cách tiếp cận công việc. Ông bảo ngoài tổng miếng mắt nó chả làm gì hết đây, suốt ngày nó kêu chương trình của bọn em là củ chuối cho nên dùng được, mà thật ra hắn chưa làm, hắn cập nhật hắn làm cái chữ trơn ấy, mà cứ lên họp tập đoàn là kêu là cái chương trình là lỗi rồi không thân thiện, không thao tác. Trong khi CBC thì kêu thì ít, nhưng mà lên chương trình CBC cũng có đổi mới với số liệu ngày ngày qua tháng khác cứ cập nhật. Nhưng mà rất ngạc nhiên là tại sao các bạn có chương trình dùng không có vấn đề gì. Chúng bảo là bây giờ cho nên là tổ chức một đoàn đi các tổng thì nắm bắt tình hình, sau đó training, và chắc là cuối năm này là phải online để chương trình đầu tư xây dựng một hợp phần của chương trình của tập đoàn này. Đấy là những gì đó. Có nghĩa là chúng ta phải đi trước. Đi trước không phải là chúng ta biết, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tâm thế. Thì bây giờ họ cứ làm là mình mới chạy theo, thì như vậy là nó không kịp. Và cái này mà bảo thì nó không phải một sớm một chiều. Tôi nói ví dụ cũng có người để biết về tất cả những cái về máy tính, về trình độ công nghệ thông tin, rồi là phải có thời gian. Chứ phải cứ gọi cổ nhau đến một tuần training được đâu, nó có hiểu biết mô tê gì đâu mà training không là. Đó là con người. Cái thứ hai là cơ sở hạ tầng. Anh phải đầu tư, anh phải sử dụng, thì nó mới biết được cái chỗ nào ổn, chỗ nào không ổn. Bây giờ thì suốt ngày kêu chương trình ngủ chuối, cho nên là anh em nhập mất thì giờ cuối cùng chương trình nó cũng không à. Đấy một điểm mà tôi nói là về cái cách tiếp cận ngay cái trang web thôi. Cái trang thông tin điện tử của tổng ty mình có thể bài viết mà cũng thể chứ thể gọi là hay, nhưng mà hàng ngày nó có thông tin mới, người ta vô người ta xem có được cái mới, biết được là tổng điện lực Quảng Bình làm cái gì, không biết được là Đà Nẵng làm cái gì, biết là thì có cái mới chui vô trang tin của tập đoàn. 3 tháng sau đi tràn lên cái bài sao tôi thấy ông vô chí, tôi chỉ muốn tôi xem cái lịch họp của ông xếp rồi thế thôi, cho tôi xem cái chương trình ấy, thì họ có cập nhật đâu. Và các tổng khác là bỏ trang tin điện tử nhưng mà họ cũng đấy. Tôi nói một số ý để biết là về cái tổng, tôi nghĩ về cái tất cả những cái đặc trưng của chiến lược này thì cái quan trọng nhất có tầm nhìn. Ông nào mà đưa ra một cái tầm nhìn mà nó quá xa vời, quá mơ mộng thì cũng khó thực hiện. Sau này mình sẽ qua mục tiêu mình sẽ nói, nhưng mà đưa những cái mà mục tiêu, những cái tầm nhìn của mình mà nó không khiêm tốn quá, thứ nhất là lãng phí về nguồn lực, về con người, về vật chất, cơ sở vật chất, và chúng ta sẽ khó mà đi kịp mọi người, chứ đừng nói là mình đi vượt. Nếu mà chúng ta đưa một cái tầm nhìn mình quá khiêm tốn, và ngoài cái chuyện mà chúng ta mà đưa ra một cái chiến lược khiêm tốn thì doanh nghiệp tôi nghĩ rằng khó mà phát triển. Cho nên là nếu mà những người mà được giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo mà lập một cái chiến lược, tôi kể luôn cái này để xem. Vừa rồi là tổng ty tổ chức họp, có cái gì mới thôi, mới đây rồi họp để ra được cái chiến lược về áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh trong xu thế của cách mạng 4.0. Thì như vậy là ban công nghệ thông tin được giao với ban kế hoạch là giao làm đầu mối để thực hiện. Ông báo cáo đưa ra được 12 cái chương trình hành động. Tôi cũng không có ý nói là tốt xấu cho chương trình động, nhưng mà sau khi báo cáo nội dung được này thì xin kết luận là làm lại
lý do là mình chưa có cái tầm nhìn xa, có nghĩa là vẫn tập hợp về những cái mà chúng ta có đây, và dự kiến là năm sau mình sẽ làm cái gì đấy, là nó có tầm nhìn xa đến 25, đến 30, đến 35 chưa có. Thế thì là xếp giao là như vậy, là cho một tháng nữa sẽ ngồi họp lại, một tháng nữa là các ba năm rồi mà họp lại, thì sau này các công ty điện lực cũng sẽ triển khai họp lại để xem được là chiến lược như thế nào trong cái cuộc cách mạng 4.0 có như vậy là chín cái mô đun về công nghệ thông tin về là làm. Thế thì nói chung cũng khó, đúng không? Khó, ông nào ngồi bắt đầu, ông nào mà giao đề tài là coi như mặt mày thái nát hết. Nhưng mà sẽ nói rõ các ban lớn là 5 đề tài, ban nhỏ vừa vừa là 3, ban tệ nhất là 1. Có ban nào cũng có một cái đề tài về thực hiện nhiệm vụ của ban mình trong số cơ bản của nó hết. Phải có, mong lại. Sau đó cũng xin bảo tôi phát biểu cho tôi nói một chút như này. Nhưng mà nếu mà các anh vẫn cứ ngồi ở trong ban mình cái chiến lược này thì chắc là không có nhiều gì được hết. Cho nên các anh phải đặt mình ở vị trí như là các anh ở cái tòa nhà 24 tầng của tổng ty mà 2025 anh này nhé. Anh ngồi đó mặc dù chưa có tưởng tượng ra là điều hành tổng ty như thế nào, cũng vậy anh ngồi cái phòng hiện tại ở nhà 78 Mai tầng 9 tầng phòng không, nó ngồi tưởng tượng là làm chưa đạt. Anh đi tưởng tượng là đến năm 2025 có thể các ông hiểu rồi, cũng tưởng tượng nếu anh đang làm ngồi ở chỗ nhà 24 tầng của tổng ty mới á, ở chỗ đi được Hải Châu đó, tòa tháp đôi ở đó, anh ngồi đó sẽ điều hành tổng ty như thế nào, các ban tổng ty, các công ty như thế nào, thì nó mới có một cái tầm nhìn ấy. Còn anh vẫn ngồi của anh tập hợp tất cả các số liệu hiện có rồi để nhìn lên, thì anh mới làm kế hoạch khoảng 2 năm đến 5 năm. Mà cuộc cách mạng này nếu mà mình chỉ cần đi sai hướng một cái là to rồi, vượt trước rồi một vài lần, một tháng nữa, bây giờ không còn tháng, bây giờ còn gần hai ngày nữa thôi là phải báo cáo lại. Mấy ông bây giờ thỉnh thoảng cứ nhắn tin anh gửi ý xem anh có tôi lấy cái gì, anh người phải nghĩ ra là tôi chỉ sắp xếp lại, lắp ghép lại các mô đun của ban kỹ thuật thế nào, ban công nghệ thông tin thế nào, ban đầu tư xây dựng thế nào. Lúc đó là ví dụ đầu tư xây dựng hay là khảo sát thiết kế thế nào, quản lý làm sao, đâu phải cứ vẽ hoài rồi photo lên đóng vô một cục. Lúc nó có cần những bản vẽ đó không? Lúc nó tính cào lên công suất như là tính phụ tải lên nó khác hẳn, không? Có vậy, nhưng bây giờ cứ lấy những cái cổ điển mình bây giờ làm cái gì thiết kế một cái trạm mình sau này nó khác. Tôi nói ví dụ sau này là sẽ có cái trạm như mình nên mà nó sẽ ngầm, nó nằm dưới đất. Thì trên là công viên tôi đi đó là họ đã làm từ năm rồi, mình nghĩ thì bây giờ nó phải có những cái sau này đất đâu rồi. Thì những ông là phải có tầm nhìn mà quản lý nghĩ ra thì nó mơ mộng sĩ hơn viễn tưởng thế, rồi sau đó ngồi với nhau thấy là cái nào viễn tưởng quá thì thôi đi để tầm nhìn 2035, còn cái nào mà mình thấy thực tế hơn thì 2025, đúng không? Cái gì cũng phải làm, nhưng mà không viễn tưởng là chúng ta không ra được bức tranh trong này. Cho dù sau này tôi thì nghỉ hưu, đúng không? Còn ấy thì tiếp tục thế hệ sau họ vẫn phải đi làm những gì, và chúng ta phải vẽ ra được một cái tổng công ty năm 2025 như thế nào, các công ty đi được giai đoạn đó làm sao, đến 2035 như thế nào. Cái gì đây đó là phải chiến lược, tôi vẫn nhắc lại cái tầm nhìn. Và cái tầm nhìn này nó cũng thuộc về cái trí tuệ người, nếu mọi người phải góp vô thì may ra chúng ta một bộ trưởng. Chắc là mình nghỉ giải lao thì là
Anh muốn cà phê với bạn đây khi nào chưa ra được hết giờ học chưa rồi tôi xem như việc ở nhà đây sau trưa tôi trả lời. Không biết rồi thì tôi sẽ sắp xếp và xem cái việc như thế nào thôi chứ còn có thể cái này đây chứ. Rồi của em ở đây trên cái phương tiện nghe sốc quá rồi. Em chạy lên trên ba giờ gọi thằng này cho mình nghe. Thành là chủ tịch tập đoàn của Long Thành đó. Đăng ký với anh Đinh có chủ tịch tỉnh Đắk Lắk. Gặp ảnh rồi ảnh định là gặp ảnh để trao đổi ảnh làm chỉ đạo về các chuyện hỗ trợ cho mình về cái chỗ họ một tí công tác thì mình có bằng. Là nó thôi để anh chủ trì luôn, anh mời một cuộc họp luôn là các cái sở ban ngành của tỉnh, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp, sở công thương, tổ chức một cuộc họp để chuẩn bị những dự án mà làm một đó là không nên có anh Hồng mà nói rất hay, anh Hồng mà có tốt cho anh luôn anh ngồi cái mục đích để chọn một thành đấu thì dự án này mà biết nhưng mà tỉnh mà hỗ trợ xin làm được dự án mà đảm bảo được cái độ này thì nó chưa được cảm thấy sự thân thiện sự an toàn cực kỳ quan trọng đến tỉnh này, nó cũng có cái điều đó như tỉnh họ cũng là rất là tốt, họ đồng ý với cái chủ trương của mình, đặc biệt như tôi thì bây giờ đây nè, để nỡ là nói gì nói như tôi để ông làm để anh em tìm kiếm những cái mà mình nghĩ nó sẽ đúng, và mình cũng đề xuất cho vấn đề quyết sang để kết luận. Lên mà nói luôn công sản không tức là làm được, ví dụ tôi nói là bây giờ sẽ cho phép là vừa đền bù vừa thi công
thì như vậy vừa đền bù thi công mình sẽ triển khai thế nào đến đo đến cây cũ rồi sắp đường gì đấy mình trả tiền, sau đó mình tiến hành đo vẽ khu vực đất lên phương án tạo phân giác phải nói rõ có nghĩa là không phải không đền bù mà vừa đền bù cách làm thế nào cũng hội đồng đền bù cũng đến cái xác định cũng ra áp cái giá từng nữa người dân đồng ý ký vô đất từng nữa áp giá từng nữa là như vậy là xác định với nhau và đã đi nấu. Còn bây giờ mà để sau này á là tỉnh cũng sẽ hỗ trợ giúp đỡ cái chủ trương cái gì đấy mà để sau này tiền tổng thế như vậy để nó làm đúng rồi sau khi những chuyện này muốn có phương án thì được có thu hồi đúng đó rồi có những cái nó lâu rồi nó vẽ rồi làm sao thì những cái nó chắc chắn là trong cái tỉnh cho phép là họ mới làm địa phương thì đồng là mới làm thì những cái cách làm bước một nó mới nói hết cái bên mình có trong nó như vốn nó hỏng đúng không và thực tế là mình đã làm một phương án như thế nào rồi còn ví dụ rừng thì nó có một chỗ là làm thế nào cố gắng là lách hay nào cho là đâu là ra đầu còn là chính phủ mà nó to rồi còn như kết luôn vậy đó bắt đầu mình có là cái báo cáo của cái đường thì có một số bên mình có một số đối tượng đó là nói chuyện với bây giờ đừng nói là làm sao cái đặc trưng có liên quan đến đặc điểm đừng nói liên quan là còn nó nằm trong cái việc chọn gọi là việc sản xuất của gia đình làm cái việc tập tập cái gì phải phát được chọn những cái vụ trồng mà đặc cổ thì chúng tôi cứ để cho các ông làm và cô và các ông phải chọn những người nào là vượt qua phải làm cái việc một việc chọn những cái đặc điểm là mấy ông cứ nói là học qua các bạn sẽ quan tâm cái mà cái không được là người nghèo mà cũng như này mình nghiên cứu đúng rồi thành ba chứ phải là bình thường cao mấy chục mét mà nó năm bảy mét mười mét càng cổ thôi mình nghĩ là cái con cái cột mình làm còn từ ba mấy mét là vượt qua đấy và anh học anh sẽ giúp mình một chút là anh nói mình thì giờ mình lại cảm nghe số thì sau này nó sẽ là cái tập gì khác không hai ba lon ta không không trăm mười không hai thì bây giờ ít của anh là muốn là tập gì mua cái gì ba lon làm sử dụng tiền đánh đường lấy tiền gia ba lâm để làm xong rồi cái là ông bỏ cái tiền gia ba lâm để ông đóng tiền về cho cái đàn gia ba lâm và ông đóng tiền người gia đóng tiền bằng những cái tiền gia ba lâm là coi như không phải tưởng tiền được ông cứ tới đó là ông làm tỉnh họ nó đang được tức là gì ông có cái tiền gia ba lâm nó là tự mua để làm hết sức bây giờ là có làm đi qua đường rồi thì để nó tặng không được những người không phải xin cái biến phải cái biến mình tới là ba lâm là tổng là sau này là cái phòng ba lâm cũng đóng cả là ba lâm cái phòng bị đóng bừa đóng trong bừa tức là nhà đồng này mà cứ quyên một cái lọt đi qua cái phòng ba lâm người ta đều phòng phải làm được cả năm cái một bên là đi ba lâm một bên bị đóng bừa anh nói là người trước sau thì cũng cái ba lâm là khi mà mình đóng thì ta phải sử dụng cái ba lâm là cái bỏ bỏ thì bây giờ mình làm nhiều thành lạc đấy là lợi cái số mà ông không phải tổng bộ mình chỉ đoạn đi qua cái đường này. Đoạn đi qua cái đường e sấp gấp đôi chứ không phải tổng bộ còn đi ra con đường nó cũng dài thì những cái cứu của mình nó đường dân nó không phải là tổng bộ mà ông bảo rồi đoạn đi qua đường tức là mình sợ lúc mà đường xa
sản lý với bạn đúng chưa? Thank you.
đang hoạt động. Mình học đến 11 tiếng, sau đó mình về điểm liên hoan luôn. Chiều gì? Học xong nhé. Giáo viên. Giáo viên. Cơm bún cơm bún này hôm nay bỏ luôn. Chiều gì? Tiếp tục anh chị ạ. Như lúc đầu tôi cũng trình bày với các anh chị rồi là về ý thức những cái chuyên đề này thì đâu đó chúng ta học được ngay trong chương trình này. Thì lớp Harvard Hội An này thầy đã hết rồi, đúng không? Cho nên là tôi không đi sâu vào cái lý thuyết. Tôi chỉ nói như lúc đầu nói là cái lý thuyết đấy, nhưng mà thực tiễn là của CBC là như thế nào và ngành điện mình áp dụng thế nào thì có cái thì rất là tốt, có cái là cũng chưa tốt lắm, để các anh chị nắm được.
đi học, ai nữa còn đi học mà thích nghỉ, có nhiều người đi học thêm đóng tiền mà nghỉ suốt, đúng không? Vừa rồi có cái gì là cũng phải học hết rồi, nên là chúng ta cũng thứ nhất là cũng yêu cầu của em đi để chúng ta học buổi học nghỉ rồi suốt đi học. Thứ hai nữa là chúng ta tự tăng lương với nhau, cũng tăng lương với anh chị 40 người lương gấp đôi. Vì đáng lẽ làm 8 tiếng, 4 tiếng thôi vẫn từng nửa lương, từng nửa lương đồng. Tiếp theo là tôi chỉ nói thêm một ý, hai cái. Chúng ta, tôi thấy là thực ra tôi hơn các anh chị một chí là được đi học nhiều hơn. Được bắt đi học nhiều hơn. Chứ bắt tôi đi học thêm. Từ lớp chính trị, đến về chuyên môn cấp 3, cấp 4. Học ở đây là tôi học đến năm 2000. Học từ lớp Thái Quốc Hội An năm 2000 rồi. Thời kỳ ấy là các thầy Đại học Đà Nẵng dạy. Từ nữa là từ trước có Đại học Đà Nẵng mà là Đại học Kinh tế là có khoa dạy. Mà khi nó dạy là mấy ông thạc sĩ là mình phải xuống rồi. Bây giờ học toàn tiến sĩ giáo sư mà nói toàn những thứ mình hiểu rồi. Tại vì xưa nói những thầy nói dễ hiểu. Mà tôi học từ nhà mà. Thì tôi thì được vì đi học nhiều nên tôi thấy là học nhiều nhưng mà kiến thức vô mình và để áp dụng được cũng còn sâu. Còn những cái gì mà ngay bản thân cũng phải vướng mắc mà thấy mà dễ nhầm lẫn là tôi sẽ có lại phải nói để anh chị cũng có thể các anh chị cũng được, nhưng mà tôi thấy nhiều người học tôi trao đổi để có được. Sắp tới đây ví dụ như là khi làm mục tiêu sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn như mục tiêu và mục đích khoảng nữa. Rồi làm phân tích SWOT, cơ hội thách thức rồi điểm mạnh điểm yếu rồi cũng nhầm lẫn cũng lắm. Cái nữa là chuyện bình thường thì tôi sẽ đi sâu vào hai cái bây giờ. Như vậy là đã nghe có cái phần phân tích về môi trường vĩ mô vĩ mô như cái anh làm học lý thuyết rồi, thế nên tôi chỉ nói thêm cái phần này nó thì như vậy là cái tiêu thức thì môi trường vĩ mô là vĩ mà rộng lớn liên quan đến điều kiện chung quốc gia, cái này là lý thuyết rồi. Môi trường vi mô, môi trường của ngành, ví dụ như ngành điện thì nó hẹp hơn liên quan đến từng ngành tác động, thì cái này thì đây là lý thuyết tác động. Môi trường vĩ mô là tác động gián tiếp, tác động của ngành là trực tiếp, nhưng mà quan điểm của tôi là hai cái để trực tiếp. Một cái chủ trương chính sách của nền kinh tế đặc biệt chúng ta là ngành điện bị tác động trực tiếp, không có cái lý do gì mà nói là trong này họ bảo gián tiếp từ vĩ mô. Tôi lấy ví dụ chủ trương của chính phủ như vậy là kiềm chế lạm phát, đúng cùng EVN được tăng giá điện đáng kệ mày rồi, không cho tăng giá điện. Năm nay đáng nghe là tăng giá điện theo lộ trình đấy, nhưng mà theo chủ trương chung để nền kinh tế ổn định, để giảm về lạm phát, giữ vững đồng tiền ổn định. Vương Đình Huệ trong cuộc họp nói câu ngành điện không được tăng giá điện. Cái nữa là vĩ mô cho vĩ mô đó, chủ trương chung nhưng mà trực tiếp là ngày điện. Nhưng mà các anh nhìn nó cũng nên thì cái nên được cái khác cũng trời cũng bây giờ nó triệt cái gì hết. Khi muốn cho tăng giá điện á là trời mua nhiều nhìn chạy rầm rầm lời giáo màn luôn, lời mà lời điện lời giáo màn luôn, thấy không? Chứ nếu mà hắn bị hàn hại như những năm xưa trước á mà không cho tăng giá điện thì nó chết rồi đấy. Nhưng mà cái này để nói là những cái nền là trong nguyên tắc trong nhau mà gián tiếp. Cái thứ hai là cái gì? Cũng nền kinh tế quốc dân. Không biết mấy ông bên du lịch thủ thị thế nào với thủ tướng mà để phát triển nền công nghiệp không khói, cho nên khuyến khích cho du lịch, cho nên các nơi cư trú du lịch là giá bằng giá sản xuất, đúng không? Cái đó vĩ mô như nữa mình chết ngắt. Bây giờ chết thì
dạ bị áp vô, mà ví dụ du lịch cũng đóng thuế bao nhiêu nhà nước thì tôi cũng để ý. Nhưng mà ngành điện thì nó to rồi, bây giờ tôi chưa biết là nó sẽ phân bổ như thế nào, mà du lịch mà những cái cư trú nữa mà chơi như dạ là dạ sản xuất và giá bán điện bình quân của mình là to lên, không? Mà giá bán điện bình quân thấp là doanh thu thấp, là lợi nhuận thấp, trực tiếp giảm cái sơ đồ, đúng không? Nhưng mà hôm nay một bà anh chị cũng yên tâm, các sếp mình thông minh giỏi, hôm tôi nói chuyện ông vượng, cái bà ấy, tại sao có cái chủ trương mình kỳ cục lắm? Bây giờ đảm bảo việc thì có một khảo sát rồi có cái gì đấy để xem phân tích, là ví dụ như là cho cái ông du lịch mà xuống là 2,000-2,400 thì nó được cái chi, có nhiêu tiền rồi đó, làm sao có được tiêu chí thế nào. Thì bây giờ mình bán điện cho thằng xi băng thằng khác là mình đã hết hơi rồi, giờ theo du lịch đó là ngành điện chắc là chết, bảo anh yên tâm cũng chết rồi. Bây giờ mà nó cãi nhau về thế nào cư trú du lịch đó, lộn ra rồi thì thông tư mà hướng dẫn là cư trú du lịch là như thế nào. Thì trong một khách sạn là chỗ nào gọi cư trú du lịch, chỗ nào mà đi làm việc, chỗ nào vui vô đâu biết. Bây giờ là trường, bây giờ các chị làm điện bên chỗ kinh doanh thì nắm rõ, tôi xây dựng tôi nắm rõ. Nhưng mà thế bây giờ đã áp đầu chưa, đúng không? Mặc dù bỏ đó đấy, chủ trương bỏ đó, nhưng mà quyền du lịch chạy của du lịch thì ngành điện thì chạy kiểu ngành điện nó cuối cùng cũng treo đấy, mà cuối cùng vẫn là 2,000+ một số đó, đúng không? Giá tiếp của cái chỗ này là cái này. Thay đổi, tốc độ thay đổi thì môi trường vĩ mô thì chậm, nó có tác dụng lâu dài đương nhiên rồi. Một cái đây thì là cũng nhiều người có ý kiến là ví dụ chính phủ rồi tất cả bộ ban ngành làm chậm rồi không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Nhưng mà giờ nếu chúng ta đi học là đó là cái thực tiễn rồi. Báo cáo với các anh chị, một chủ trương của bộ của chính phủ ra thì nó để tệ và năm sau mới bấm vào nền kinh tế mới biết được mà cũng nó sai được vài thời gian sau mới sửa như thế nào. Chứ cứ tùng lại bắt đầu la làng lên là như vậy, chính sách này chính sách kia cũng đúng, cho nên phải sửa cái này để chậm. Đương nhiên thì nó cộng cần bộ một chính sách họ cũng nên chú ý, nhưng mà chính vì nó chậm thì tác dụng tốt thì lâu dài, nhưng mà tác dụng xấu cũng lâu dài, khốn khổ khốn nạn vì những cái chậm này. Chậm mà đến chủ tịch quốc hội mà phải nói trước bản dân thiên hạ là chính phủ làm chậm lắm. Các ông theo dõi tường thuật đấy, cái bộ mà phí giá như đấy, thu phí thu giá, cái ông bộ trưởng bảo chúng chắc là phải trình chính phủ xem lại là sửa thành thu phí thu giá, và nên mà nói ngay thôi đừng trình chính phủ làm đâu, bạn nói ngay trước đấy là thực tiễn không Việt Nam. Nói đơn giản thế mọi người thấy, nhưng mà nếu mà muốn thay đổi cái là phải trình lên là bộ tài chính, đúng không? Rồi bộ tư pháp, rồi các bộ phải có ý kiến rồi mới thay đổi. Thông tin chẳng coi như mình nói trúng nói trật thì chưa nói, nhưng mà họ phải đầy đủ ý kiến họ mới thay đổi. Tôi nghĩ cũng đơn giản, tự nhiên khùng mà nói ơi bộ giao thông vận tải chuyển từ thu phí sang thu giá, có cái luật của nó, nhưng mà tôi dân thì nghe rất là la làng lên thôi. Nhưng mà tuyệt đối là cấm thu ngân, đúng không? Nhưng mà chủ tịch quốc hội mà thu ngân thì biết bà nói cũng được, quay lại thu giá thu phí thôi, chứ còn nghĩ chậm là thu ngân to đời luôn. Cho nên tôi nói cái lâu dài dễ hơi lắm, mà còn như là nó tác dụng tất cả mọi thứ đó. Ai chỉ nên nhớ rằng là khi ra một cái chủ trương đã rất mất tiền, nhưng nếu mà không đúng mà sửa cũng rất khó. Còn vì trong ngành thì nhanh mà năng động như thế này, nói lý thuyết tôi thấy ra ngành cũng lâu chết cả cho ông ngoài tập đoàn này là nhanh lắm, nhưng mà họ có quyền giải quyết được nếu mà mình làm tốt. Về môi trường vĩ mô thì độ phức tạp càng nhiều tốt đương nhiên rồi, cái càng lớn là càng phức tạp. Ngay tôi nói tổng
công ty rồi thì nó sẽ phức tạp hơn các công ty điện lực. Một công ty điện lực nó sẽ phức tạp hơn các đường lực huyện. Đương nhiên là một góc độ như thế. Và môi trường ngành thì cũng như có thể nhận biết được, mình trong ngành mình có chuyên môn, mình có nhiều thông tin, quan trọng là có nhiều thông tin, nhất là thời buổi thông tin, cho nên là mình nhận biết được. Còn cái mà vĩ mô là nhiều khi các ngành, các bộ họ ngồi họp bàn mình đâu có biết. Tức là ví dụ chúng ta ngành điện đây là một trong những tập đoàn lớn, nhưng mà tự nhiên xuất hiện một câu siêu ban, sau khi mà xuất hiện họ báo chí biết rầm rầm rồi, mình biết là có ông siêu ban xuất hiện đúng không, quản lý 19 tập đoàn đó, xuất hiện rồi. Nhưng bây giờ cũng sống thực vật còn chưa làm chết vài ông, thêm ông nữa là chúng ta lại thêm một cái trọng rồi, chẳng sung sướng gì đâu. Còn ai nhiều người cứ bảo khi mà có cái siêu ban quản lý vốn nhà nước ấy, thì như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn một đầu mối, thực tiễn không bao giờ thêm một đầu mối, là chúng ta cộng thêm một đầu mối không bớt được chi nào. Bộ Công Thương sẽ không bỏ chức năng quản lý nhà nước với chúng ta, Bộ Xây dựng quản lý chuyên ngành cũng không bỏ, tất cả những cái vẫn thêm, cứ thêm một ông nào là mình cực thêm ông đó thôi. Nói là thì đừng hy vọng là bây giờ có cái siêu ban quản lý vốn nhà nước ấy, thì chúng ta chỉ lấy cái siêu ban ấy là xong. Liên quan đến môi trường phải qua bộ tài nguyên môi trường chạy đi nói rõ ràng đấy. Liên quan đến quy hoạch liên hoàn đi thì phải qua đến bộ công thương, sao mà người dân siêu ban nó quyết được, cũng có ông là chủ mưu quản lý. Nhiều người cũng rất đơn giản, tôi nghĩ rằng là có một cái đầu mối mới, nên là chúng ta giống như ngày xưa mình mới có thành lập tập đoàn, cho nên các bộ ra tập đoàn thêm một người là cái bút rồi chặt thôi. Cái này cũng là chúng ta tất cả mọi cái là liên quan đến ngành, liên quan các bộ không thay đổi. Như vậy ảnh hưởng vĩ mô thì nó ảnh hưởng đến cấp chiến lược của cấp công ty, còn các ngành thì ảnh hưởng thì chiến lược của từng ngành, chiến lược của cấp kinh doanh, cấp chức năng. Bây giờ chúng ta sẽ cái này thì liên quan để tôi nói cái này rồi. Rồi. Đi cái này phải đi dắt mà đi nói chuyện, nhưng mà đi nói chuyện hay lắm, nói một tiếng được, nói một buổi được, nói một tuần được. Tôi nói thiệt, có chuyện này nói hết, vì nó thực tế là nó cũng khác hẳn với cái lý thuyết. Một cái gì nữa, vấn đề là có nhiều cái tôi nên nói hay không thôi, là và nói ở mức độ nào. Nhưng quan điểm tôi nhiều khi sếp nhắc là nói cũng cân nhắc. Tôi bảo không, đây là lớp Harvard Hội An rồi, tương lai của CVC đây rồi, tôi chả giấu gì hết. Cái tốt thì đương nhiên mình phải khoe rồi, nhưng mà cái mà thấy chưa tốt mình cũng nói chả có ngại gì, vì nhiều khi ở đây họ không biết hơn mình, nhưng mà thông tin nó chính thống, họ không biết bản tính bản nghi không. Thì bây giờ mình biết mình có nói là hẳn như là tốt mà đi EVN nó được cái nó CBC được cái nó. Bây giờ mình chúng ta lại cứ chỉ nói những cái mà nó là tô hồng hay là cái gì cho nó dễ nghe, thì tôi quan điểm tôi không phải hết. Tôi nói chuyện rồi thì lớp này là lớp thứ tư, 6 lớp, năm nay là đào tạo 6 lớp. Hai lớp đầu của anh chị là đã nghe là tôi ôm trọn gói rồi. Ông sếp phân công anh đi năm này đi giải sáu lớp, ông ấy nó dẫn luôn tôi còn việc. Rồi thứ nhất thứ hai là đợt nói nó gần quá, ông quân phó ban tổ chức nhân sự là như vậy, là hình như đâu thứ tư đi giác rồi lớp à, thứ ba như thế này đầu tôi ra thì ông thứ sáu, cuối giờ thứ sáu của anh thứ ba anh lên dạy cái thực tiễn về quản trị chiến lược của lớp 1. Mình dẫn người đâu có luôn đi dạy đi đồ chuẩn bị ra rồi mình nói mà tự nhiên là bạn không thể đi thực tiễn nữa, anh cứ lên anh nói chuyện như thời sự và đồng minh nói đi, tao nói không được chuẩn bị sẽ làm nói được. Thì sau đó là đã nghe là lớp thứ nhất là tôi cũng là đúng, mà lớp thứ hai
Và thứ hai thì Duyên lại có cái chương trình thế nào sắp vào là đi Nhật. Còn em cũng quán. Và thứ hai là Đức thì đi dạy. À, nhưng sau đó thì có cái chỉ thị của đợt ông Vũ Huy Hoàng đi nước ngoài nhiều quá, chúng ta chính phủ có làm nên tập đoàn có một cái công văn hóa thấp xuống, anh cho đi mua hết. Thế nên từ đấy là đi nữa. Bây giờ ông tôi cũng nói, bây giờ tập đoàn bảo là mỗi năm là không đi quá 2 lần nước ngoài. Tôi nghĩ cái chỉ thị nó cũng thật, tôi cũng nhìn nó tào lao. Đi nước ngoài đi chơi hoặc đi gì thì đương nhiên là một lần cũng không nên, nhưng mà họ đi làm việc mà không phải là những việc phải làm á. Giờ năm trước là tôi là 2 lần đi Đức mà để ký hiệp định, mà bây giờ bảo không đi thì họ đâu qua bên mình ký, đúng không? Thế tại sao? Thì thứ nhất là về gọi 2 lần, tại sao lại không có 2 lần? Mà tôi bảo là sau tôi cũng nói với ông này hội đồng nhân dân là giờ ông nói thì cũng được, nhưng mà vì viết vô á đi không quá 2 lần nhưng mà không giới 1 lần, ít nhất thì cho đi thôi, anh em đi thì không quá 2 lần thì cũng cho đi luôn. Bây giờ là tôi sẽ quay nhiều tiêu, cái này là báo cáo anh chị là tôi cũng học cũng sói đầu nhưng mà nói thật rồi các anh chị sẽ lấy lại cái mục tiêu cái của nó vẫn cứ lẫn lộn này để mà không phân biệt đâu. Mục tiêu là gì? Cái này sao? Để thế này. Đây. Cái này chúng ta biết rồi. Như vậy chúng ta từ sứ mạng. Sứ mạng, hồi nãy tôi lướt qua này, sứ mạng là cái gì? Cái người ta giao cho mình, mình sinh ra để làm cái gì? Tại sao mình tồn tại? Đó là sứ mạng. Chúng ta hay nói với nhau là lịch sử giao phó, rồi đảng và nhà nước giao phó, giao trưởng như thế. Đấy là sứ mạng mình. Tại sao mình tồn tại? Nhiều anh không biết sứ mạng là cứ nói tại sao mà ngành điện là kinh doanh mà đi làm điện nông thôn rồi đi làm hải đảo làm cái đó làm cái lỗ mắc gì làm phải sứ mạng. Ngành điện EVN này, CPC này là phải làm cái điện đó. Còn nếu anh làm điện, nếu anh chỉ bán điện thuần túy thì không còn CPC nữa mà sẽ có nhiều đơn vị khác làm được. Sứ mạng của anh đảm bảo an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, để có mục tiêu. Đấy. Thì từ sứ mạng mà ra tầm nhìn có nghĩa là mình muốn đến đâu, năm 2025 CPC thế nào, công ty điện lực Đà Nẵng làm sao, đó là cái tầm nhìn đấy. Và từ đó chúng ta đưa ra các mục tiêu để thực hiện. Cái này là cái mà tôi muốn nhấn mạnh là các yêu cầu đối với mục tiêu, các mục tiêu ngắn hạn để đảm bảo smart, nó là cái tắc, tức là thông minh, nhưng mà nó là cái tắc của 5 yêu cầu của mục tiêu phải đạt được trong ngày đó. Đầu tiên là specific, cái này là phải dễ hiểu, mọi người hiểu giống nhau, mục tiêu là đạt được điều này. Thì cái này báo cáo các anh chị là nhiều khi mình nghĩ cũng đơn giản, nhưng mà thực tiễn để đưa ra mục tiêu là không đơn giản. Lấy ví dụ là công ty có chủ trương là làm green, cái chỉ dẫn về cái điện địa lý, địa lý về nơi điện. Để thực hiện việc này thì công ty có thí điểm ở Đà Nẵng, thí điểm ở Huế, có tư vấn, đấu thầu làm cuối chuồng, có sơ kết, có tổng kết, cuối cùng kết luận cũng được. Thì bây giờ tạm dừng vì không hiểu được giống nhau, có khá vẻ thì không hiểu được giống nhau. Cái giống nhau về mục tiêu cái ghi cái an biết hết rồi, nhưng mà mình thu thập xuống được thế là mình triển khai làm sao tất cả mọi người bây giờ hiện nay là đang thành tổng đi đang thành lập lại một cái nhóm để đưa ra cái gít của CPC nó là như thế nào. Cho nên cái này nhiều khi các anh nói là đơn giản, nhưng mà mục tiêu mà để gọi là dễ hiểu và hiểu được là cũng khó. Cái thứ hai là phải đo đến được mục tiêu, mà nếu các anh họp hay nghe những cái thông báo của sinh nhân hay nói là số hóa. Số hóa đấy không phải là digital, đó không phải là cái chỗ số mà lượng hóa
các số liệu là ví dụ như là CID của tổng ty đến năm 2020 là 400 phút một khách hàng một năm, lượng số đó, chứ không phải là cứ bảo là nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là năm sau cao hơn nhưng mà tốt hơn là không biết, hoặc là về tổn thất điện năng là 4,6% năm 2010 số tổng đầu là số hóa là đúng. Cái này về cho thống nhất. Cái này là phải thực hiện được, đưa ra mục tiêu để báo cáo các đồng chí, các anh chị em chúng ta lưu đưa ra cái mục tiêu là phải khả thi. Cho nên một dự án nó bảo là báo cáo nghiên cứu khả thi, có khả thi không thì đưa ra, thì đưa những cái chiến lược thì nó mơ mộng, như cái mục tiêu mà mơ mộng nó cũng được. Tôi nhớ là năm 76 đại hội đảng lần thứ tư đưa ra mục tiêu là 21 triệu tấn lương thực, số rõ ràng đúng không? Không thực hiện được. Các bố nhà ta bắt đầu là bảo là giải phóng miền Nam trên diện tích là đồng bằng sông Cửu Long là từng nở mét vuông từng hecta, đồng bằng sông Cửu Long làm như vậy là có chỗ làm một mùa, có chỗ làm hai mùa, năng suất là như vậy, mấy tấn đấy. Cũng nhân cái bùng lên tàu cả miền Bắc, miền Nam, miền Trung tất cả rồi để làm được 2 triệu tấn, không thực hiện được. Lý do đơn giản là sau khi giải phóng nguồn lực có, đất đai có, đó ai làm? Cái đầu tiên, thứ hai, bom mìn, nó không phải chỗ nào có đất mà đi canh tác được đâu, chỉ ra mìn làm đủ phương tiện mới sản xuất được chứ. Cho nên tính toán là 7 ra một số thực hiện được, nhưng mà hên xui mà hết năm 78 quánh trên đây biên giới phía Nam phải chín đánh miền Bắc, nên họ quên cái chuyện những cái mục tiêu này và tập trung vào đánh phù trong và ngoài đánh tới tới như này cái chiến thắng biển chứ đưa ra một số là một số tàu lao các nhà khoa học đưa ra số, nhưng mà bây giờ họ đâu có nói là tại vì là đưa số tàu lao như thế nào đó. Nhưng họ nói là tại vì chiến tranh, thì nếu không có chiến tranh là nhiều khi được nữa, nó chủ yếu đó. Và cái quan trọng nữa, đó là phải có thời hạn, mục tiêu để có thời hạn đạt được, cái mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn trong chiến lược chúng ta có 100 mục tiêu, ví dụ cái này là lục 4 2018, cái kia lục 2019, thì không thể nào mà cái mục tiêu của chúng ta là cuối cùng một lúc, cái này cái quan trọng. Đây là cái này nói lại là như vậy, mục tiêu nó phải cụ thể rõ ràng, vì dễ hiểu đây là ai có thể hiểu giống nhau. Tôi bây giờ đưa ra cái mục tiêu mà hôm nay luôn đây này, tôi nói riêng cái 21 triệu tấn lương thực tôi nói là cũng hiểu, sau mới ông ấy trở ra là quy khoai quy chi hết tất cả cái gì mà quy ra thấp. Ở miền Trung thì họ trồng mì nhiều thì bây giờ bao nhiêu ký sắn ký mì thì được một ký thóc, bắp bao nhiêu thóc rồi đầu tư bao nhiêu để cộng lại với được hai mươi, thì cái mà hiểu giống nhau. Lúc đầu là mấy bố tính 21 triệu tấn lương thực, đó là thóc, nói về Việt Nam nói là thóc, cùng lắm là thêm cái bắp, cho nên mỗi mấy cái giờ hơi một cái vô, nhưng mà sau thấy đạt bắt đầu mấy ông là lương thực được, cái chỉ ăn được là lương thực, cho nên đầu nần đầu tư rồi tất cả khoai mì rồi cộng đường nhân gì hết để nó đạt cái cuộc đạt. Nên cụ thể rõ ràng để hiểu được điều giống nhau, và phải ngay từ đầu phải hiểu giống nhau, không phải quá trình thực hiện xong rồi mình giải thích đâu. Cho nên bây giờ cái mục tiêu của mình, tôi nói GIS và cái GIS của mình là dễ hiểu đấy chứ được, còn muốn 10 hiểu kiểu Huế hiểu khác, Đà Nẵng hiểu khác, tổng ty hiểu khác, ngồi cãi lộn cùng luôn dừng cũng làm nữa nghiên cứu tiếp. Mà mặc dù cái này là thế giới làm rồi nè, bên Thái Lan họ làm được chục năm rồi, nhưng mình cũng thể làm giống họ được, phải hiểu giống nhau. Mục tiêu là phải đo lường được, đúng không? Vậy nên thì dễ hiểu, không thể nói khơi khơi rồi nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, những câu khẩu hiệu nữa là đừng nói, đừng đưa vào trong mục tiêu, giảm là giảm đến bao nhiêu, tổng tin điện được một chung, giảm đến bao nhiêu,
4.8%, 4.6% năm 2020, có thời gian đàng hoàng. Chúng bảo là cố gắng hết sức để giảm tổn thất Việt Nam, chúng ta cần phải cố gắng hết. Phải có số. Thế nên là đạt được mục tiêu đó, tôi nói rồi, đưa ra mục tiêu mà không đạt được một cái gì nữa. Nó vừa mệt mỏi, nó sẽ lãng phí về nguồn lực để đi theo mục tiêu mà không đạt được. Ông tí mất bấm tiền về cái ghít ở Huế với cái Đà Nẵng đây, nhưng mà đơn giản không phải là họ làm không công như mình đâu, trả tiền đồng tiền nhưng cuối cùng ra chưa lãng phí. Nhưng đương nhiên thì mà lãng phí cũng đúng, vì mình làm thí điểm mà, cho nên mình đã rút ra được bài học, rút ra bài học là không làm nữa, đúng không? Để nghĩ chứ không bây giờ nếu mà cắm đầu cắm cổ làm 13 công ty điện lực sạc nghiệp và sau đó quay lại không được. Tôi nói là nói lên lắm nhất quá cái niềm khó khăn. Tôi thấy cái ngành điện mình ngày đầy bô vốn như thế này, chúng ta giao chỉ tiêu là doanh thu thương phẩm 8.000 nhiều làm tốt, nhưng nó giao nhưng sau đó là cũng giao chỉ tiêu là tiết kiệm điện tào lao. Cái đó là mình làm để với xã hội, thì trong ngành điện mình không nên nói hết, đúng không? Bán là nhiều hơn tốt, nó áp giá đúng, nó cao lên. Còn tiết kiệm điện tôi không cần. Để tiết kiệm điện cách tốt nhất tăng giá điện, tôi gặp ai được nhà tù ví dụ điện 1.000 một chữ mà mặt tiền bị tắt đèn chơi 3.000 cái là con cũng tắt điện cho một tay đi, đúng không? Nữa giờ phải đánh giá rồi, đánh một chút tiền như thế giờ đi bao nhiêu công đạp xe đạp đi rồi thế nọ thế kia để hô hào tiết kiệm điện. Mấy người uống cà phê ở chỗ gần tôi đấy, nó bảo mấy ông tàu lao điện mấy ông còn điên, mấy thằng điên nặng rồi điên đi bán rồi bảo đúng không à, rồi lại đi nó không. Nhưng mà mình thì hiểu thế này, tôi cũng giải thích thôi, cái nó là tài nguyên quốc gia mình phải giữ, mình phải để lại cho thế thì sau thì mỗi lần mà xây một nhà máy nó tốn tiền, rồi tất cả nếu mình tiết kiệm thì nó sẽ được cái này được cái kia. Thế họ nói ok, họ không phải đấy, không bắt chi phải làm để 5.000 một chữ thì ví dụ đó cũng nói rồi dạo mà bật đèn cả đêm mua tắt liền, xuống tầng 1 rồi tắt tầng 2 rồi lên tầng 1, vợ mà nấu ăn quên tắt bếp rồi tốt tay liền tiền nó ít người đó. Cho bây giờ ông kêu gọi cái gì, cho nên cái mâu thuẫn là mình về làm như thế này cũng nói cho anh chị em biết là thực ra là xã hội rồi ngành điện sẽ cố gắng giảm tổn thất tất cả mọi thứ, rồi cũng kêu gọi để cho xã hội là chúng ta tiết kiệm điện một xu thế chung, và chúng ta giao xu thế là xã hội tiết kiệm, không phải là ngành điện tiết kiệm, không phải là giao chỉ tiêu tiết kiệm mình. Hai cái bản chất khác nhau, nhưng mình phải nói ra để ở đây bọn tôi trong các tôi mở một túi hóa chi phí là có tiết kiệm điện để có nhiêu bao nhiêu tiết kiệm để quánh người dân để họ tiết kiệm ở chỗ là những cái thằng cha mà đầu tư nhà máy thép, nhà máy xi măng mà công nghệ mà bù chuối là không cho bạc, nó tiết kiệm cho tài nguyên đất nước. Như bây giờ mà vô làm nhà máy thép, mà vô làm nhà máy xi măng rải thẳng cho nó, trong khi đó là kêu gọi dân tiết kiệm, chủ trương không tốt, không đúng một chút nào. Nhưng mà vì sao mình có thể nói khác, rồi mình làm phải ra giao chỉ tiêu, rồi cũng tính điện, rồi cũng bố xua, rồi hàng năm cũng các công ty điện lực, các tổng thì mình báo cáo lên là năm nay tiết kiệm là bao nhiêu, đúng không? Thế tôi nói là cái pin này. Tôi nói để các anh chị biết là cái nhất quán này cũng rất là khó khăn. Thì không phải là mình nói thế rồi mình làm được đâu. Phải để ý. Nhưng trong những cái tôi nói cái tiết kiệm điện với là tăng doanh thu thương phẩm thì mình biết đó là thế, là hai cái nó mâu thuẫn nhau đấy. Nên là mình phải tập trung để tăng doanh thu, tăng thương phẩm. Đừng có điên khùng mà tập trung tăng tiết kiệm điện, đúng không?
giảm xuống cũng đạt cái vương trường lương rồi để kéo cái gì mình biết mục tiêu phải có thời hạn. Cái này mọi người biết rồi, cũng cần phải nói là nếu mục tiêu không có thời hạn là nó biết chơi có thời hạn là cũng được, phải có thời hạn và thời hạn rõ ràng. Các mục tiêu phải có thời hạn, thậm chí có 2, 3, 4 mốc thời hạn để thực hiện, và sau đó chúng ta theo cái mốc thời hạn để chúng ta kiểm điểm, chúng ta xem cần thay đổi cái gì không, hoặc là cần gì. Chứ còn bây giờ mà đưa ra một cái mục tiêu, tôi nói ví dụ mục tiêu của tổng công ty là đến năm 2020 chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI là 400 phút một khách hàng một năm, đấy thì nó rõ rồi. Nhưng mà từ năm 2016 con số này đúng không, đến 2020 vẫn số này đúng không? Nhưng mà 2017 là bao nhiêu ý? 2018 là 898 phút, người ta phải quy định rõ chứ. Bây giờ tự nhiên 58 mấy được hết, biết sao năm 2020 là 400 phút nói cho nó giống, không thể được. 2020 là 400 phút thì 2018 này tổng công ty điện lực miền Trung 898 phút. Tôi nói cái gì, cái số nó là có nút mốc thời hạn. Giống vậy là bây giờ nhiều ông là bảo dục bảo cái này anh giao đến 2020 mà sao bây giờ để tra được còn tôi nhớ. Cái này thì tôi có một cái để tôi muốn các anh chị so sánh cái vị thế của tổng công ty điện lực miền Trung. Cái số này là số mới nhất mà trong cái hội nghị về tài chính của tập đoàn cũng ở trường này này, thì những số này để các anh chị biết chúng ta đang ở đâu trong cái tầm nhìn là chúng ta trở thành một tổng công ty đứng thứ mấy thì bây giờ đây này, như đây thế nào bây giờ về thương phẩm. CPC mình là cái hàng thứ nhì, là năm nay này 17.080 doanh nghiệp. Thì như vậy nhìn tới nhìn lui là mình chót đẹp so với năm tổng đi. Đừng so với cái ông NPT. NPT là ông hiện tại cái gì nó không có ý nghĩa gì hết á. Năm ông kia rồi thì chúng ta là gần bằng ông Hà Nội. Ông Hà Nội 17.490, chúng ta 17.080, thua khoảng 400 người. Sang năm 2019 chúng ta là 18.550 và Hà Nội họ là 19.050 lần. Ông gần mình. Đến năm 2020 là mình 20.140, ông này là 2.100. Mức độ thương phẩm càng ngày càng xa ra tuyệt đối, trừ là mình cứ không bao giờ theo kịp hết. Cái này thì cũng phải là nói chị cũng phải CPC kém hay các công ty điện lực mình kém, một cái miền Trung mình kém. Mình kém cái gì? Không có công nghiệp, không phát triển được các nơi ấy, là nó công nghiệp. Chứ thực ra tôi cũng ngồi nói chuyện rồi mà tập đoàn chả có ai ông tổng giám đốc nào mà gánh điện đi bán hết ấy, hoặc để mà mua hết, không có ai gánh đi bán được. Cứ khoe là cứ bán được nhiều. Đó. Và CPC cũng nằm trong cái bối cảnh của miền Trung là không có. Năm 2015 tôi đi cùng với đoàn tổng công ty vào miền Nam thì đến thăm Đồng Nai và Bình Dương. Báo cáo các anh chị là ông Đồng Nai là lúc đó ông 10 ngàn tỷ, gọi là 10 tỷ đó chưa. Chúng ta lúc đó có 10 tỷ mấy thôi. Ông Đồng Nai ấy, một ông Đồng Nai có ông Bình Dương cũng xem xem. Thế tôi hỏi ông là ông Đồng Nai, ông tổng miền Nam thì ông lo lắng gì đâu. Doanh thu ông từng, cái thương phẩm từng nói thì doanh thu ông đương nhiên là ngon rồi. Và khi mà các khu công nghiệp mà nó lớn, nó mua điện 110-22, thế nên tổn thất mấy ông kia, mấy ông miền Nam mà cứ chả biết làm gì, tổn thất tôi gần như zero mà làm gì. Mấy ông Bình Dương, ông Đồng Nai nó mua 22 110, gần như mình đi bán từng công tơ này đó. Cho nên nó bảo là
cho nên là ông bảo là ngồi nói chuyện là cho vì tổn thất nó thấp mà anh cho biết là anh làm cái giải pháp đi mà tôi chả có cái giải pháp gì, chả phải làm gì hết. Ông nói nghiêm túc tự nhiên nó được hết. Tôi cho thật là tôi chỉ có đi nhậu thôi, tôi chả phải làm gì hết. Vì ông mua rồi ông bán nó còn trăm trong mười ấy. Mà ông ấy cái cứ tưởng tượng ở chỗ Đồng Nai ấy, nó gần bằng sản lượng của CPC rồi mà bán trong mười hết, thì như vậy cái sản lượng nó mà nó bù cho những ông sóc trăm rồi gì mà cái tỷ lệ tổn thất của nó không có thua. Nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Cái ông bán công nghiệp nhiều á thì giá bình quân nó thấp nha, còn bình á công nghiệp ít mình bán cho sinh hoạt rồi bán những cái tên đó là tự nhiên giá bình quân nó cao. Mấy ông cũng ra học tập, tôi thì ông cũng kinh doanh, ông ra học tập hỏi làm bên cho anh làm giỏi, nó chả làm gì giỏi hết. Tôi không có công nghiệp cho nên giá nó thế nào. Đúng rồi, sắp tới đây có cái ông thép Hòa Phát vào, giá xuống thôi. Mà 250 mê nó nhảy, nó cát, nó nhảy ra liền thì tự nhiên giá của tổng đi xuống thôi. Thế nên là lời thế mà trời cho, trời phạt thôi, chứ không cái gì rồi học thành với nhau đấy. Đấy, bây giờ doanh thu thì Hà Nội vượt ngang mình rất nhiều. Đây định của mình là về cái thương phẩm là xuyên xuyên nhau, nhưng doanh thu của họ là rất nhiều so với mình. Tại vì sao? Vì họ cũng công nghiệp như mình nữa, nhà hàng khách sạn nhiều. Đúng vậy, là bây giờ thương phẩm mình với họ gần nhau mà họ doanh thu cao, giá bán lẻ cao, ra học chả học cái gì hết, ra ngoài đi ăn một cái nhậu thôi, ra học cái gì đâu. Vị trí địa lý và tất cả những nền kinh tế cho họ được cái hưởng đó thôi, nên là cố gắng mình làm tốt cái phần sự của mình thôi. Thì đi học là cũng đi giao lưu cho biết thôi, chứ còn tôi nghĩ là những người không học được. Năng suất lao động là cái của Chúa nhất, suốt ngày đi học thì la rồi. CPC là năng suất lao động thấp nhất trong năm tổng tỷ, cái này đến năm 2020 thì vẫn đúng, thậm chí năm 2035 vẫn đúng. Lý do rất là đơn giản là mình mới nói là mình có công nghiệp, miền Trung cũng có công nghiệp, có cả anh chị đấy, thế thì cái sản lượng của nó tăng là nó tăng theo mức tự nhiên của sinh hoạt. Thỉnh thoảng có được một cái ông dở hơi nào đến đầu tư được CC thôi, cho nên là cái này năng suất lao động này chúng ta cũng không thể nào cải thiện tính theo kilowatt giờ trên người, kể cả tính theo khách hàng, chúng ta không thể nào bằng đã được. Và chúng ta cũng thấy đây là buồn, chúng ta buồn là chẳng qua là cấp trên là cứ lấy cái này mà la mình buồn thôi, nhưng mà thật ra là không được. Về năng suất lao động thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị một số ý kiến. Anh chị này, mình cứ nói là chỗ ngành điện mình đây thì nói về cái watt giờ đến người, rồi báo chí thì biết là năng suất lao động Việt Nam là chỉ bằng đâu 1/4 của Thái Lan, rồi bằng 1/10 của Mỹ, của Nhật, đúng không? Biết là về số liệu chúng thì họ có lấy sản phẩm quốc nội chia đến 10 tất cả. Cũng về bản chất, nếu nói nữa là nó khác về năng suất lao động mà mình hiểu được. Là tôi cũng được đi tiếp xúc nhiều lãnh đạo của đơn vị than phiền là để tăng năng suất lao động cho nên phải giảm người, ok rồi, nhưng mà giảm người công việc cũng giảm, cho nên anh em phải làm thêm ngoài giờ, có nơi rồi làm thứ bảy chủ nhật liên tục thể như đó, cho nên là rất là cực. Còn nếu mà tiếp cận mà giảm người mà anh em làm cái bài thừa nhận để tăng năng suất lao động thì đó là quan điểm mà sai, sai cơ bản. Chủ trương tổng thi vậy đó. Để tăng năng suất lao động thì chúng ta phải giảm ra một thủ công, tăng máy móc,
là các anh để ý là trong thời gian vừa rồi tập tin mua sẵn rất nhiều thiết bị phục vụ quản lý vận hành, phục vụ thi công của các đơn vị, xe dầu, xe nâng, cộng tất cả này để chuyển người lao động thủ công thành lao động máy móc. Đây là người tăng năng suất lao động chứ không phải là tăng năng suất lao động nó ngưng nghề bắt lính làm cái bài không phải, không phải có những chương trình. Thay vì ông làm chủ toán là anh em ngồi cò cơ cút kít bật cùng, ông có chương trình, ông chạy cái enter và là phút sau có đấy thì nó mới tăng năng suất lao động được. Nó không phải là tăng năng suất lao động người đi làm thứ bảy chủ nhật như ông cũng không đúng, không đúng một chút nào đấy. Và báo cáo tay anh chị, không ai có thể miệt mài ngày ngày qua tháng khác, năm này qua năm khác là bao giờ hết, đến lúc nó hoại rồi nó chán rồi. Và một trong những lý do tai nạn lao động là này, mà tôi phân tích mệt mỏi quá, áp lực công việc, áp lực trả lưới, ngon cắt điện trả lưới, bố xù áp lực mà lúc nó mệt có cái anh chị, cho nên là tai nạn là không xảy ra. Thế nếu tôi nói ví dụ như là khi vụ mà tai nạn lao động Quảng Nam mà đi hay là sau thế mà đi về cũng thành cái gì đấy trèo lên cái trụ mà có điện, cái trụ cắt điện không trèo mà trèo cái trụ có điện, một trong nhiều lý do, nhưng mà lý do đấy là áp lực công việc. Ông làm chỗ này mình chạy cho hai mình trả lưới, ông làm để về về Đà Nẵng, ông có cái chuyện gì ở Đà Nẵng thì ông muốn làm xong rồi ông về. Cho nên khi cái tổ mà làm cái chỗ đầu tiên xong rồi thì mọi người đang từ từ đi, thì ông phi lên trước để làm xấu mà lên cái nào kèo nhầm cái cục để điều phòng chết. Đó là một lý do hai. Tôi nói ví dụ trong phương án thi công là không đèo cột mà có cái xe gào đưa lên, đúng không? Thì hai người chắc chắn như là có xe gào mà đi cùng, không đi tàu sát hiện trường mà đưa lên cái chỗ có điện ấy. Một trong những cái tài liệu tôi nghĩ nói là năng suất lao động của các phải hiểu thế này: thay vì lao động thủ công thì các đơn vị tổng về trang bị dụng cụ thi công, thiết bị, máy móc để các anh tăng năng suất lao động, chứ không phải là tăng năng suất lao động bằng cách là làm thêm giờ hay là quan điểm để rõ. Và chỉ có máy móc và thay người nó mới là tăng năng suất lao động thực tế. Thế bây giờ thay vì ông làm 8 tiếng hoặc là 16 tiếng thì đâu phải tăng năng suất. Và cái đó là cái bắt buộc. Thì trong cái đấy là tôi nói thêm là còn cái chỗ chịu cái đó, chờ điều bây giờ thì chúng ta chịu rồi. Bây giờ có mấy triệu, đến năm 2020 mức bình quân của tập đoàn là 2 triệu rưỡi thì chúng ta có 2 triệu thôi, trong năm 10 không bao giờ đi bằng mức trung bình tập đoàn được hết. Ông nào mòn vô đây làm cũng được thôi, chịu. Thế nên là địa lý rồi tất cả mọi thứ tôi nói ông bảo nhiều người bảo mày gà làm như thế tốt hết, ai cũng mới thế rồi, bây giờ ông nào mòn vô nào lên đi không chỉ có, đúng không? Cái kiểu cái đó giờ là cái thương phẩm này là do mình đâu mà do địa phương họ có thu có như đầu tư hay khu đầu tư hay không. Một cái nữa là báo cáo với anh là cái gì là chi phí phân phối. Một trong những cái đau đầu của chúng ta là chi phí phân phối. Và hiện nay báo cáo với anh là để anh nhìn cái số của CPC là phía sau thì phương án của năm 2018 rồi, như vậy là MPC là 330 đồng một kWh, có nghĩa là để bán được một kWh thì chi phí chúng ta được đã xài rồi mất 330 đồng, mình bán 1.500 thì mất 330 đồng để thực hiện lên việc bán này rồi. MPC là 204, chúng ta là 450, hơn 150 đồng. Còn Hà Nội là 350 thì mình hơi hòa 100 đồng. Hồ Chí Minh 280. Đấy. Thì những con số này nó cũng báo cáo anh chị cũng là do
do lưới điện rồi do nhiệm vụ mà cái sứ mạng của chúng ta mà ra. Hôm tôi cũng học là bây giờ riêng GPC làm Cù Lao Chàm, làm Lý Sơn 1.000 tỷ, hai công trình cộng lại 1.000 tỷ, một năm khấu hao 100 tỷ. Khấu hao đưa vào đâu? Đưa chi phí này này, anh chị. Anh cứ chụp chỗ này. Mà cái Lý Sơn với cái Cù Lao Chàm á là bán điện nó chẳng đủ nuôi cái đội quân ở đấy thôi, chứ đừng nói thì không khao hổ nhé, kể cả điện cho không nó không mua, đúng không? Thế thì báo cáo lên chị là cái chi phí nằm đây bỏ vô thì nó cao thôi. Vừa rồi là tập đoàn đang vừa thắng xong lên bảo mình làm cái đảo vùng cỏ nữa, vừa bảo tôi bảo vệ tôi chết làm trên đảo vùng cỏ nữa thì không biết bao nhiêu tiền mà cho vừa gặp tỉnh cho anh biết chống chính từ tỉnh vào và tôi nhậu tưng bừng để bảo ông đừng la làng làm nó chết, rồi gặp tập đoàn gặp bộ nữa. Cuối cùng mà tôi nói lên chính những chủ tịch đối với các anh là đây chỉ cần điện thôi đúng không, còn điện lưới quốc gia lưới địa phương lưới xóm là anh không nên quan tâm. Bọn tôi đảm bảo anh là điện 24/7 không có nhấp nháy, được chưa? Bọn ông phép đến đây này không có điện quốc gia ra mà không nhấp nháy được, không có mà tôi sẽ làm được. Mà tôi mua có một bãi thực ra là nhiều về sản lượng kém lắm, có 36 hộ à em ạ, được 36 hộ mà là thanh niên xung phong thôi, ở mà chỉ mong về thôi thì chỉ có mình mua sắm cái cây còn bộ đội. Thế thì tôi hỏi các anh mà đầu tư một cái đường dây cứ đi sơn cũng được, bãi nhìn lắm là tôi sẽ làm. Như vậy là bạn với tân hành tất cả và họ trình bày phương án tất cả, cuối cùng là chúng tôi sẽ làm ý kiến đó. Ông sợ là tôi làm cho hai cái, nếu sợ thì cho thêm máy đúng không, rẻ đẹp chạy dầu đương nhiên là nó tốn tiền, nhưng mà so với làm cái cắt ngầm đi ra với là cái này báo cáo với chị, nó làm cái cắt ngầm đi ra cái đảo vùng cỏ là cũng tốn gần như gấp đôi đi ra từ đâu cả, trong khi nó chiều dài bằng nhau, tại vì cái ống nước sâu điểm ngoài ba chỗ vùng cỏ là sâu mà dưới kia đá khan là không đi lên. Đấy, cho nên là thuyết phục mãi cuối cùng sau tỉnh là nói chung là tôi phải nói là đành phải đồng ý thôi, mặc cả là sắp tới anh sẽ đưa điện đến cái huyện này đến xã kia chúng tôi giả hết, nhưng mà trước mắt là cái kia là không làm cái đấy thôi, còn cái chuyện mà chúng tôi làm tiếp là cân đối đương nhiên là làm chứ, sau đó phải làm cái đắp rông làm trên cái xe làm bố xu một số cái để đầu tư, nhưng mà nó còn rẻ chán so với làm cái cồn cỏ. Thế thì tôi nói là cái chi phí này để các anh chị lưu ý này, chứ không phải là anh em mình làm kém, nhưng mà có một số cái chúng ta đầu tư, tôi nói ví dụ là 1.000 thương buôn bên Ba Nam không làm riêng một riêng hai tất cả này, những cái ấy bán điện đều lỗ hết, không có lời ông nào hết, nhưng phải làm. Tôi nói một điều gì, cái thứ hai khấu hao là hàng năm phải tích chết đưa đầu đưa vào giáo đi, thế thôi, chạy đi mua hết không có tích gì chỗ khác được hết. Chúng ta sẽ thêm một phần nữa thôi, tôi nghĩ là cái này là tôi rất muốn anh chị em lưu ý là trong tất cả những cái kế hoạch, những cái suy nghĩ kể cả nhà mình, thì nếu mà chúng ta phân tích được số một cách chỉnh chu thì chúng ta sẽ có được cái hướng đi, cái đánh giá và tất cả mọi cái tốt nhất. Em tôi xin cái này từ lâu
Trong này khi mà tôi đưa cái này tôi cũng tham vọng là đưa rất nhiều cái lý thuyết để các chị đọc, mà hiện nay thì đối với ngành điện chúng ta thì có thể cũng áp dụng, bởi vì chúng ta là ngành nó quá đặc biệt. Nhưng mà biết đâu một thời gian các anh sẽ chuyển đâu có làm ngành điện nữa, cái chuyện bình thường thôi, làm doanh nghiệp khác, làm cái nọ thế kia, hoặc là ở vị trí quản lý nhà nước thì mình biết những cái này tôi thấy là nó không phí, càng nhiều nó để học có cái hay nữa, học càng nhiều áp dụng càng ít, nhiều mà sẽ chọn phải lựa chọn. Đây bây giờ như vậy là bảo anh tôi muốn trình bày cái cuối cùng, đó là sau cái này thì chắc tôi phải nói thêm một cái, một số chiến lược mà vừa rồi nó liên quan đến tập đoàn, đến mình về cái tổ chức, mô hình tổ chức thay đổi. Và bây giờ về mặt trận Suốt, cái này rất nhiều người biết, rất nhiều người làm, và tôi cam kết cái gì lên bảng viết vẫn sai chắc chắn luôn. Bây giờ thế này, để trong này chúng ta sẽ nói đây này, có chữ S, chữ V đúc, chữ O, chữ T. Chữ S là strong, coi như là điểm mạnh. Chữ V đúc là weak, là điểm yếu. O là opportunity, và threat là cái opportunity là cơ hội, và chữ T là thách thức, nguy cơ. Đấy. Thì tôi lưu ý các anh chị là như vậy, là điểm mạnh, điểm yếu và nội tại của doanh nghiệp khi phân tích, cơ hội và thách thức là trên trời rơi xuống. Các anh lưu cái đó. Bây giờ nhắc lại này, thế nên tôi cũng học là tôi cũng nói chuyện nhiều người nó có lẫn lộn con này, rồi viết đến đây là cái gì thế sẽ lẫn lộn rồi, rồi mình sẽ phân tích cho sau này mình nhớ. Điểm mạnh, điểm yếu là nội tại của doanh nghiệp. Cơ hội, thách thức là bên ngoài, môi trường bên ngoài nhắm đến. Thì như vậy tôi chắc là tôi nhờ hai người, bạn này có bút đây, một người viết điểm mạnh, điểm yếu của công ty mình, một người viết về cơ hội và thách thức của công ty mình trong thời gian này. Tôi xem mà một chị anh đi. Ông Hưng là cái này là một đồng thành viên, và còn gì cũng làm nhiều lắm, ông biết cho tôi cái điểm mạnh, điểm yếu của công ty điện lực Đà Nẵng. Em nên biết đấy là cơ hội và thách thức đó, của công ty điện lực Thừa Thiên Huế, đúng không? Rồi, ok, đó tôi biết đây. Thế giới là chúng ta đọc đấy, rồi sau phân tích là viết là đang sử dụng. Tôi nhắc lại là cái đơn đấy. Chia đôi ra. Không, anh chia đôi ra. Chia đôi ra, anh viết về gì? Điểm mạnh, điểm yếu. Ví dụ anh viết chữ S là anh hai chấm có những cái điểm mạnh gì, rồi chữ V đúc là có những cái gì. Là cơ hội thách thức, O với T viết trùng nhau chứ. Thank you.
Thông báo với lớp là sáng mai là tôi có một cái việc ở tổng ty, nên là cái mà cái chuyên đề ngày mai là chiều mai, ngày mai chúng ta sẽ trình bày. Thì như vậy là chương trình hai ngày mà chúng ta làm có hai buổi à, năng suất lao động cũng tăng lên đáng kể. Thôi được rồi, rồi nữa thôi, tao sẽ thích là chú nói rồi mà. Cái này là chúng ta để biết là cái nào là chữ S, cái nào chữ V, lúc chữ O, chữ T thôi. Còn cái để tiếp tục nói là như vậy là khi mà có cái ma trận support mà mình phân tích được rồi ấy, sau này nó có để nói các anh chị này, sau này đối chiếu bên kia. Thứ nhất là rồi thì chúng ta dùng điểm mạnh là cái là chiến lược FO, sử dụng điểm mạnh để tận dụng cơ hội, đúng. Đe dọa là chiến lược ST, sử dụng điểm mạnh để tránh các mối đe dọa. Chiến lược VO là khắc phục điểm yếu và tận dụng cơ hội. Chiến lược VT biết điểm yếu để né tránh các mối đe dọa, là cái này khi mà mình biết được cái nào S, cái nào VT, cái nào O, cái nào T thì chúng ta mới biết được. Bây giờ ta cùng xem. Thứ nhất là chỗ hưng là điểm mạnh và điểm yếu, đúng không? Như vậy điểm mạnh theo như là điều bàn lò lò. Tiếp theo đi. Đầu tư ít, tồn thân thấp. Thì còn cái anh chị đây có phải điểm mạnh không? Tôi nhắc lại,
เตรียมบ้านนะเตรียมข้าวเวรเลยแน่ต้องการเตรียมเงินแน่ไอ้ที่ต้องที่เด็กๆนะนังก็ลาปฏิบัติหน่อยอะไรเหรอพี่อยู่ไว้น้อยเตรียมบ้านไอ้ท่านพี่เตรียมบ้านพี่อยู่ไปแล้วก็เตรียมมาเตรียมบ้านหน่อยก่อนให้หน่อยคนเยอะเดี๋ยวก็เริ่มใช่เราเรียนมาน้อยที่ đó thực ra nó là cơ hội bên ngoài đấy thế rồi à rồi sản lượng điện tiêu thụ lớn thế nên cũng khỏe thấy cũng đánh tiêu điện nó quá thế mà họ đấy có mua nhiều hơn đó là cơ hội nằm ở đây đời dân xuống không nhà máy thép đúng không là tự nhiên nó buộc bây giờ đàn anh ý đàn anh ấy úc chân cũng bắt thành lượng lên thế này ô có vẻ là cái thép khách hàng có giá tiền cao đúng đó anh thì là hơn cái này khá giá đúng đó. Còn ví dụ nó là gì vô thì nó là nhà hàng khách sạn anh không phát động được nó vẫn là vô nhân viên có khả năng tốt cái này là ví dụ mà cũng đối tại cái này yếu điểm yếu yêu cầu của khách hàng về chất lượng và sản lượng điện không đáp ứng cả cái này là cái thách thức bên ngoài đem đến cho anh không còn trong nội tại của anh nữa là anh cũng cầu cái sản lượng đấy là kỳ vọng khách hàng tại Đà Nẵng cao hơn bên khác đấy cũng là một cái thách thức của anh. Cái điểm yếu nó nói lại thì yếu điểm mạnh là anh nên soi vào trong cái đơn vị mình, cái công ty mình đó, bên chỗ rồi anh tin gì được nhận lấy gì lấy như vậy là cơ hội là tiềm năng du lịch được. Ok nên là cái nó đầu to khả năng áp dụng công nghệ mới. Theo tôi hiểu nếu mà khả năng áp dụng công nghệ mới anh muốn nói về nhân viên của các anh ấy, nó mà nằm trong cái điểm này. Còn nếu mà anh nói là như vậy là cuộc cách mạng 4.0 đem lại những cái gì đấy là nó mới là cơ hội đó. Rồi là thách thức lực lượng lao động lớn tuổi lão bài cái đấy là điểm yếu đúng không? Địa bàn rộng có núi, đấy cũng là thách thức, cái này cũng là thách thức nhưng mà đấy. Thì tôi nói lại là như thế này, trong cái khi mà mình biết được đâu là cơ hội, đâu là thách thức, đâu là điểm mạnh, điểm yếu thì mình mới vào đây. Khi mà mình biết mình là điểm mạnh thì mình sử dụng điểm mạnh để tận dụng tổ được đó là chiến lược. Nhưng mà mình bảo là xác định cái điểm này nó tốt chuẩn đúng không thì mình không biết cơ hội đâu. Ví dụ bên đây này là cái địa bàn đầu hỏi nhưng mà lại nó là cái điểm mạnh cho nên cái ứng xử của mình là nó sẽ có ổn. Cái gì không? Có cái việc sử dụng điểm mạnh của mình để tận dụng hơn. Còn là ví dụ tổng ty điện lực miền Trung có điểm mạnh là công nghệ hạ tầng, công nghệ thông tin và lực lượng cán bộ làm IT giỏi đúng không? Như vậy là tận dụng cơ hội gì? Cuộc cách mạng 4.0 đem đến tất cả những cái là chúng ta tiếp cận phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội đó. Rồi đó cái điện nhé, đúng không? Cái này là phải cho nó rõ chứ không có cùng đánh đổi với mình không biết cái nào là của mình mà cái nào của trên đời ra xuống hết. Cái thứ hai là sử dụng điểm mạnh để né tránh các mối đe dọa. Tôi lấy ví dụ bây giờ là biến đổi khí hậu là cái chuyện đương nhiên, nó biến đổi khí hậu thì đương nhiên đồng bằng sông Cửu Long thì sạt lở ở miền Bắc thì như vậy là lũ quét và lũ ống
và chúng ta phải đối xử đó là một cái mối đe dọa. Thì mình sử dụng điểm mạnh thì tránh cái này như thế nào? Ví dụ ngành điện mình lấy ví dụ lúc đi khảo sát bằng tất cả kiến thức của mình tiến đường dây phải tránh xa những cái chỗ mà nó có thể sạt lở. Thì mình đoán rằng là cái con sông ở thế này là bây giờ cách xa 100 mét mình thấy ngon, nhưng nguy cơ sạt biến đổi khí hậu cái chỗ này đất đá khảo sát có thể sụt lở đi làm cho khác sụt căn đang nghe hao vương đấy, cái trạm mà sụt lại là coi như là cả cái đảo bay luôn. Như vậy là cái thách thức về biến đổi khí hậu nó cho ta một cái thách thức mà chúng ta không lường được, không có gì mà chúng ta đi đâu khác là chúng ta sẽ lĩnh đại ngay báo cáo anh. Thì có nghĩa là cái gì mình biết nó là thách thức thì chúng ta phải tránh nó đi. Còn nếu mà anh nhầm lẫn cái thách thức với điểm yếu là mình phải khắc phục. Anh hiểu không? Nhân viên kém đi đào tạo thay người mới tất cả đấy. Nhưng mà cái thách thức này mình làm mình thay đổi được. Biến đổi khí hậu là đương nhiên, lúc lụt lúc sông, ví dụ Quảng Bình còn chỉ là mùa mưa bão là bão lụt cái nớ là càng ngày cấp càng cao. Mình có thể làm ví dụ như là mình nói là mưa bão là điểm yếu nên để khắc phục bằng cách là làm giảm cơn bão xuống, mình đâu có làm được. Cho nên là cái gì mà mình thắc mắc trong nội tại mình đó là điểm yếu thì mình nâng lên. Quay trở lại thì nó cơ sở hạ tầng của công ty điện lực của mình chưa bằng hoặc kệ thì chúng ta sẽ đầu tư để nâng nó lên các bạn. Trang thiết bị kém tổng tiền mua hoặc là để sử dụng thì các bạn anh bạn em có ví dụ đó để khắc phục. Nhưng Quảng Bình báo lộ đó là một thách thức mà anh bảo đó là điểm yếu của Quảng Bình là gì đấy? Nó là thách thức, anh né đi. Và cái nào, những chỗ nào anh phát hiện là mưa gió đường ví dụ luồng gió rồi thì tránh đi, đừng có làm lưới điện mà đó, đừng xây dựng trạm biến áp đó, đúng không? Còn nếu cần thì dùng cái ngầm nó đi hoặc là gia cố lên nó mạnh. Chẳng phải là thấy thách thức rồi bây giờ mình mong rằng để ra mình lấy chiến ra về kinh tế không ai làm được hết. Tôi nói ví dụ ở Đà Nẵng là một ví dụ điển hình mà các anh chị ở cái chỗ một cái đường Nguyễn Tất Thành đó từ xưa đến nay là cha ông ở đó đúng không, bãi cát bãi đồ đó, bà Thanh cũng có làm cái đường rồi cũng gọi bán đất bán đồ đó đến bây giờ vẫn không được. Đó là một thách thức về cái khí hậu biển gió không ở được. Có cái gì đấy Hà Nội với Sài Gòn là cũng tiếp dẫn, mà nếu mua đất mình hy vọng là biển bán bây giờ nếu mà các anh ở ngoài Huế đi vào đi chạy đường ấy bây giờ vẫn đất trống hết, thực ra là có chủ hết nhưng mà không bán được là vì sao? Ở đó phải là chỗ biến đổi khí hậu càng ngày càng nặng nề, cho nên mà anh cứ tắm đầu vào đây là anh coi. Tôi nói cái chỗ ý là cái chỗ này. Nếu anh xác định được nó là cơ hội thì anh phải tận dụng. Còn ví dụ của cách mạng 4.0 công nghệ phát triển, khoa học công nghệ kỹ thuật lên thì anh phải tận dụng. Nếu anh nhận định đó là thách thức thì lo mà tránh đi, đừng có đương đầu không anh hùng hảo hán như thế hết. Tránh báo luôn biến đổi khí hậu tất cả mọi thứ. Ví dụ là chúng ta xây dựng một cái trạm mình biết chỗ nó ngập lụt, xin mời anh chọn chỗ khác, nó tránh đi lụt thì bị lụt mình cứ làm cũng được. Còn ví dụ nha là chiến lược mới khó là khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội, nói thì dễ mà tôi trong một thực tế sau này các anh chị sẽ là lãnh đạo đó. Một trong những cái khó nhất là khắc phục điểm yếu để tận dụng cơ hội. Tại vì sao nó khó nhất? Thứ nhất, đã nói cơ hội là nó đến, không biết lúc nào đúng không? Mình biết được hôm nay đến, mai đến, mốt đến hết. Mà khắc phục điểm yếu là đòi hỏi thời gian.
anh có tiền, anh có trời có đất, anh không có thời gian, anh không học được nữa. Tôi nói ví dụ để đầu tư một cái trạm biến áp, chỗ đó nó cần công suất một hợp đồng, làm nhanh mấy năm. Còn bình thường mà dây có cơ cốt kích là phải 2-3 năm. Thế thì cái cơ hội qua đi, thằng cha đến nó bảo mà lâu quá, 2-3 năm mới có điện là tôi đi chỗ khác. Thế chúng ta mất cơ hội, họ chờ mình, nó gọi cơ hội, nó đến rồi mình không có, mà mình phải khắc phục điểm yếu. Đó là mình đang nói về đầu tư, về những có tiền làm. Còn về con người nữa, có các anh chị là để đào tạo, để xây dựng một người, để làm chủ công nghệ, làm chủ nọ chủ kia. Tôi nói một sinh viên tốt nghiệp bách khoa để về làm việc với trong tổng ty mình, tôi nghĩ phải 3 năm đến 5 năm họ mới nắm bắt được những việc bình thường, chứ đừng nói là ngon lành. Thế thì điểm yếu nó khắc phục rất là khó khăn, nhất là khắc phục điểm yếu, điều mà tận dụng cơ hội không kịp, không cả. Cho nên tốt nhất là anh phải khắc phục trước, cố gắng khắc phục trước, khi có cơ hội thì phải nắm lấy. Thế còn chờ có cơ hội mới khắc phục thì lúc nó chạy đi một quýt một quơ để truyền môn nữa, đúng không? Giống như ông đi đá bóng rồi truyền vô cho ông chả có xuống trong cứ ngồi nghĩ rồi ông đi cần môn rồi đâu làm được. Đấy, thì tôi nói với chị là cái này thì nói thì một cái gì thì dễ, nhưng mà phải người lãnh đạo của các đơn vị là phải có cái tầm nhìn để luôn luôn phải khắc phục, để biết thì nhiều người khắc phục. Về tổng kê cũng rất rõ, tôi nói là về đội ngũ cán bộ mà bây giờ mình có phát hiện ra nha, các anh biết đấy, là lớn tuổi nó nói kia, cho nên công nghệ thông tin là sẽ không nắm bắt được, rồi trèo cao không được, rồi là năng suất là lại kém. Thì nếu mình biết thì mình phải từ từ phát triển. Một trong những chính sách mà về tổng kê nói khắc phục này đó là trong yếu sớm cho con vô thay, đúng không? Một chính sách mà tôi nghĩ là đang làm, để ví dụ nha, anh về nếu mà có con, nhiều người cũng đây cũng phải là cái gì họ cũng xin mãi được, con cũng học giỏi cũng đồ nhưng xin được không hết, thì bây giờ thôi chấp nhận là thay bố mẹ về để con vào làm, đương nhiên là phải được một năng lực thi đậu, có cái tuyển nào mà cũng phải là từ đương nhiên vào. Rồi những người lớn tuổi mà cảm thấy làm không được nữa thì tổng ty và đơn vị sẽ có một chính sách hỗ trợ về hưu trước tuổi. Đây là chúng ta khắc phục cái điểm yếu của mình, để khi mà tất cả mọi cái cơ hội đến chúng ta nắm bắt. Còn cái cuối cùng đấy, tức là mình lại còn khó khắc phục điểm yếu rồi để tận dụng cơ hội thì khó rồi. Cuối cùng này là còn khó 10 lần nữa các anh chị. Biết điểm yếu để né tránh cho bố đây là cái này là ý thiết rồi. Không là yếu là đã thiết rồi. Thách thức đe dọa đến nó là. Cho nên tốt nhất là đừng để còn điểm yếu. Đúng không? Đau ốm mà ra rõ nữa là sợ chết thôi. Chả được. Yếu mà mình thách thức nó đến nó nói đúng không? Chúng ta nói ví dụ lưới điện của bọn mình yếu, không lo gia cố đi, bảo về đây thì nó đổ hàng loạt đây thì nó còn nó chẳng mà cái nào. Đấy, chúng ta nói cái này là khó, mà cái này tốt nhất lãnh đạo của đơn vị và các đơn vị xây dựng được một chiến lược khắc phục để tự khắc phục, đừng để những khi có cái đe dọa đến nó vẫn còn thời gian để khắc phục nữa. Đây là tôi nói anh chị lưu ý. Ở đây về chỗ này thì có cái câu chiến lược tổng thể này, cái câu khẩu hiệu là phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và hạn chế những mối đe dọa. Tôi nói cái câu này là bây giờ nói 10 năm sau, 100 năm sau nói cũng đúng, nhưng mà làm được, làm được một phần là giỏi lắm rồi. Chiến lược các anh chị học bây giờ học rồi sau con cháu các anh chị học được cái câu này cũng hết, nhưng mà xin thưa các anh chị là mà làm được, cố gắng mình biết. Ai chả biết phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội và hạn chế mối đe dọa. Cái nữa nếu mà làm được cái này thì
nghĩ là phải học theo mình, cho nên nói là nước Đông Nam Á đi nó khó làm được. Nhưng về lý thuyết thì chúng ta phải biết như là đấy là tôi nói về chiến lược. Thì bây giờ về tập đoàn với tổng tư tôi nói để nói cái chiến lược của chúng ta có những chiến lược như thế nào và triển khai làm sao. Hiện nay báo cáo với anh chị là tôi thấy tập đoàn có nhiều chiến lược dài hơi và nhiều chiến lược dài hơi. Đầu tháng 3 năm vừa rồi thì có một cái thực hiện cái việc chuyển giao toàn bộ lưới điện 110 của các công ty điện lực về cho Cao Thế. Chỉ được đấy. Và Đà Nẵng làm rồi đúng không? Chia tay khóc sướt mướt. Ông đi cũng khóc, ông ở cũng khóc. Ông sướt mướt, ông cư cũng khóc, ông ngồi khóc hết. Chia tay. Ông Khánh Hòa thì không làm được. Cô chỗ em làm được là lý do là không biết giá thế nào mà mua bán để trả lại cho Cao Thế. Hôm tôi được trực tiếp họp ở ngoài rồi mình viên thì mấy ông bảo là để tập đoàn khung, nhà nước cũng khung quá, quên hết phần của cổ phần. Khi mà lưới điện ở Khánh Hòa từ công ty truyền tải điện 3 chuyển qua công ty điện lực Khánh Hòa, hội đồng quản trị Khánh Hòa đề nghị mua theo giá sổ sách. Bộ tài chính thì nó đoán được, bây giờ đánh giá lại chứ, đánh giá lại và mua những gốc 3, gốc 4 là cái giá sổ sách. Ok, vì Khánh Hòa cũng cần cái lưới 110 nên họ cũng cắn răng cắn lợi họ mua đồng ý. Bây giờ chủ trương là trả lại cái lưới 110 cho Cao Thế, cho điện lực. Khánh Hòa cũng bảo cũng đánh giá chứ. Trước đây đánh giá, bây giờ đánh giá chứ. Mày phe chứ. Không được. Bậy. À vừa rồi bắt nước mấy thằng còn bậy biết à. Mua của cổ phần giá cao hết. Bây giờ chạy nó từng hết. Bây giờ mua từng đi. Coi như à vừa rồi nó đánh giá lên. Bao nhiêu lần. Ông Dương Thành bảo là, anh ấy thấy à vừa rồi bắt nước phải đám rồi. Anh bảo là đánh giá lại răng. Có tiền. Không. Mua giá sổ sách cũng như là không được. Khi anh bán cho người ta thì anh lấy giá mà đồng kia mua lại thì anh lấy giá sổ sách. Không được. Làm nhà cuộc đứng. Bây giờ đứng lại hết. Anh Hòa vẫn phải điên nó cũng sao. Ông Đà Nẵng là chuẩn bị là trả lại lưới đường trong đường đó. Cho Đà Nẵng rồi. Cứ hỏi chiến lược chỗ mô. Giờ hơi chiến lược chỗ mô. Có phải gì đấy. Trước đây không, nhưng mà tôi sẽ nói là tại sao nha, bản chất mình anh em cũng sẽ biết. Như vậy là mới tháng 3 vừa rồi có, không phải có mỗi chỗ CBC mình đâu. Miền Bắc là có ông Đinh Bình với Hoài Phòng không biết, mấy ông ấy là cũng một thành viên là cũng ôm trả lại Cao Thế. Miền Trung thì có ông Đà Nẵng một thành viên, ông Thanh Hòa thôi, còn lại là có hết rồi. Ông Thanh Hòa thì không định được giá, không dám định giá, không định được giá, cho nên cũng khác. Ông Đà Nẵng làm lễ bàn giao, đúng không? Trong người cho Cao Thế. Bây giờ đùng cái mùng 1 tháng 1 năm 2019 này, toàn bộ lưới điện 110 đưa về các công ty điện lực. Nghị quyết rồi, chiến lược đó, chiến lược mà hàng tháng 1 này thì mình chết. Hôm tôi gặp ông Cư tôi bảo anh phải thành lập một công ty tổ chức sự kiện, bảo làm gì nữa? Chứ sao là cứ nhập tới nhập lui, tách tới tách lui, có công ty tổ chức sự kiện lâu đi. Nó mới chuẩn chỉnh chu như đi khóc về khóc không biết đâu rồi chuyển trả lại báo cáo với chị. Cho nên trong tương lai là anh nhìn như vậy là toàn bộ lưới điện 110 kV sẽ giao về các công ty điện lực quản lý giá cả Cao Thế. Câu rõ ràng không phải là đương nhiên là tôi sẽ nói tiếp là thế thì cũng hên hồi nãy tôi nói hên là vì xưa mà thành lập làm cái trung tâm thao tác điều khiển đầu tiên là mới tiết kiệm là muốn làm một khu vực một cái trung tâm thôi, ví dụ như là
Tây Nguyên là có một trung tâm, khu vực phía Nam là trung tâm, khu vực phía Bắc là trung tâm, nhưng mà sau đó kết luận lại là khó, vừa điều hành với 110 người điều hành dưới phân phối, cho nên là mỗi tỉnh một cái thì bây giờ nó lại phù hợp. Và các công ty điện lực Việt Nam họ đã điều hành dưới 110 đúng. Thế thì chẳng qua là chính danh cho bây giờ ra lần đầu phát là công ty điện lực đúng không? Điều đồ điện lực làm đúng. Bây giờ cả như vậy là giải tán cao thế, ông Bảo Hùng thì cũng sung lên được 2 năm giải tán cao đó. Ông làm đâu có kém đúng không? Thế thì phương án nó như thế nào? Đó là anh chị biết này. Toàn bộ các chi nhánh cao thế ở các địa phương, ví dụ chi nhánh cao thế Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, tất cả ôm nguyên đài nguyên điện đấy ném một nhát qua công ty này, không thay đổi, không người máy móc chỉ trang ổn, có nghĩa là gọi là ổn nhưng mà ông ngồi yên đó, chỉ nhắn cho ông trụ sở đúng không, ngồi đó nhưng ông trực thuộc công ty điện lực. Cái ông điện cơ, ông bây giờ hơi ông mới mệt, điện cơ là 13 công ty điện lực đều có xin được điện cơ, ông đi gọi điện cơ, ông đi gọi cơ điện, ngay tên gọi hắn là lộn xộn rồi. Cho nên là nó sống khó, cũng nơi ngoài điện cơ nó nói cơ điện. Thì ôm tất cả những ông ấy cùng với hotline, nếu như hotline mà nằm điện cơ rồi không, còn nếu hotline chưa nằm điện cơ rồi quá đó. Và những ông ấy trực thuộc bao công ty dịch vụ điện lực miền Trung, tất cả rồi, nguyên tài nguyên điện. Bây giờ là có cái lệnh cấm điều đồng di chuyển ngay, kể cả là cao thế Huế mà về cao thế Đà Nẵng là không được, cao thế Huế thì cũng được ít càng rồi đấy, án binh bất động ở đó, đánh lộn xộn. Và ông cơ điện đấy là xin mời qua bên nguyên đài nguyên điện, máy móc thiết bị con người từ mùng 1/1/2019 bắt đầu. Mà có cái gì thì lúc mà quan tâm là nó khó thì cũng có nhiều ý kiến, nhưng mà tôi cũng nghĩ là sao tôi nói ý kiến ý kiến nữa, ý kiến nó ra rồi lo mà làm thôi, chứ bây giờ ý kiến phản hồi gì nữa, đúng không? Trước đây thì báo cáo anh chị là tổng ty sẽ làm cái đề án là thí nghiệm thôi, công ty dịch vụ ấy là nằm ở Đà Nẵng, nó sẽ có công ty Đà Nẵng với cái xí nghiệp gì như Cao Thế và một cái ông nào ở Quảng Nam làm thử xem nó sống được không, nó sống như thế nào. Thì sau đó nhân rộng lên 13 công ty điện lực, nhưng mà tập đoàn nóng ruột có cái đề án lên đề án xuống mãi mà không nào triển khai, ra bị quyết là luôn. Bây giờ vào ngày 1/1/2019 là họ đã rõ tất cả các xí nghiệp điện cơ cơ điện của công ty điện lực trực thuộc công ty điện bộ, tất cả xí nghiệp cao thế ở các địa phương ở nguyên đó, nhưng mà dưới sự lãnh đạo của công ty điện lực địa phương, nên là nói rõ rồi cũng chạy đi mua hết. Cho nên hình ông Khánh Hòa là ông là một cũng chạy đi mua hết cổ phần đi trước, nhưng mà giờ nhưng mà là gì, họ khó thay đổi. Nên bây giờ họ là 110 đúng họ rồi, cái gì mà nên phải các công ty này được như vậy là bây giờ sẽ phải sắp xếp lại, không những nhân viên mà lãnh đạo cũng ở yên, kể cả lãnh đạo tổng ty không được bổ nhiệm, các đơn vị tổng ty, ban tổng ty, các đơn vị ở Đà Nẵng cũng không được bổ nhiệm bất cứ ai hết. Đó mình chỉ biết làm nhiều để sắp chỗ cho cao thế bên kia không, bây giờ là 140 người rồi, mà sau này dịch vụ thì cũng còn lại 50 người thôi, đó. Phòng ban nên họ bớt đi thì họ đi đâu, không thể nào mà nói đang một ông trưởng phòng hoặc ông phó giám đốc bây giờ tự nhiên đi làm nhân viên đâu, sắp xếp đấy. Có thể điều lên tổng công ty, có thể điều qua các công ty lân cận làm. Tuy nhiên cái lo của tôi thì sự thật là
nhiều người lo là lo cái đơn vị này ra không có việc làm, xí nghiệp tiền cơ cơ địa không có việc làm, nhưng mà tôi lại lo khác, tôi lo là lo nó làm được thôi, nhưng mà có việc làm muôn trùng sẽ làm được không. Tôi nói sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản, xây dựng cơ bản hàng năm tổng công ty đầu tư khoảng đầu tư thuần khoảng 4.000 tỷ, 4.000 tỷ thì như vậy nó cho khoảng 2.000 tỷ để mua vật tư thiết bị, rồi còn 2.000 nữa. Ông này có thể có sức mà làm nên cái ông này là đơn vị trực thuộc giao từ thực hiện, không có vấn đề gì hết, nhưng mà sẽ làm được, làm được vì nhiều lý do, tại vì họ chưa quen mà. chưa quen làm thì làm quản lý được sơ bộ. Giống như bác ấy thì cũng nói là vì xưa mà cái cơ điện của mình nên là cái chỗ mô hiện tại bây giờ làm, vì xưa nhau hơn cho biết toàn chỉ định thầu, toàn làm hết giá kinh, giao càng nhiều càng lỗ, giao công trình càng nhiều càng lỗ, quản được. Còn tôi đang lo có như là anh em mình bây giờ đang làm với một tính cách là phục vụ cho hoạt động điện lực, cho quản lý vận hành, nhưng mà làm rồi tôi xây dựng làm tất cả để lấy tiền nó mới ăn, e rằng là chưa đủ sức. Tôi lo là lo đầu tiên, lo phải lo thứ hai là dù sao thì bây giờ là các xí nghiệp điện cơ cơ điện cũng ăn lương của sản xuất điện, nhưng mà nó trực thuộc công ty điện lực, ông giám đốc gọi là hú là chạy để đảm bảo vận hành an toàn liên tục. Có cái gì sau này nó thuộc dịch vụ, và họ ông Hưng rồi thì anh gọi bác Hùng xem có cho đi không, đúng không? Và nó là bao nhiêu tiền này, lưới điện thì sự cố mất điện mà ông cứ hỏi tới hỏi luôn nữa là cái rồi đấy, kể cả hotline để chia làm và làm kia thì ông này thì ông dịch vụ mà bao nhiêu tiền mới làm nhé, khó là cái khó, phối hợp rất là khó. Tuy nhiên là chúng tôi cũng giao cho các bạn là viết một quy chế phối hợp, tìm năm thành cái này nó thẳng cầu làm thế nào lưới điện vận hành an toàn liên tục. Đương nhiên ông công ty điện lực cũng phải có trách nhiệm, chứ không phải là họ là công ty dịch vụ mà bắt làm lắp nha lắp chắc cũng được, ví dụ làm cái hotline thì không phải làm thế nào cho họ đến họ làm được một ngày rồi nhé, đến làm 30 phút chạy về lấy gì ăn, đúng không? Thì mọi người đều phải có trách nhiệm. Tuy nhiên cái mục tiêu đầu tiên lưới điện vận hành an toàn liên tục là mục tiêu đầu tiên. Hai ông nó không phối hợp được với nhau là phải kỷ luật, kỷ luật cả hai. Nói nó bị sợ, nhưng ông nào thì bây giờ ông nào lo ông ấy cũng được, và sinh ra là phải nuôi, cái gì mới nó yếu đuối nó phải nâng đỡ, thì như vậy là trong vòng 2 năm là tổng công ty có cơ chế là bù lương cho những người là dịch vụ này không thấp hơn lương sản xuất điện. Ông hiện nay ông có ăn lương bao nhiêu đấy đấy à? Thì như vậy thì ông luôn vừa qua này lương ông sẽ không thấp hơn sản xuất điện, lương của tổng nhập tổng nó bằng giá và được điều chỉnh bằng cái ví dụ bằng giá à bỏ ra thì bây giờ là cái hướng đấy. Tuy nhiên vẫn cái quan trọng này là cái quan trọng là không thể thế mãi mãi được, đúng không? Rõ ràng những thể nào mà cứ bao cấp hoài, chứ là tôi mà được bao cấp cơ điện này cơ tụi đi chơi thôi, có luôn buồn mắc đi tôi phải làm nhiều, chỉ cả 2 năm thì sau đó sẽ phải tự kiểm soát buồn cả ngày nữa. Lúc mà thực ra là tôi nghĩ là tôi cũng nói lại, tôi vẫn nói là khó tôi quản lý làm thế nào cho hiệu quả thôi, còn tìm việc là nếu không phải tìm, ông chỉ có giải pháp thi công thế nào thôi, bố nên công lực lượng thế nào cho tốt. B sẽ lát ngoài đấu thầu 60-70% hoặc 10% rồi, anh 100% làm lỗ, quản lý được tổ chức. Đấy tôi nói là cái đó là một cái mới đáng suy nghĩ. Và trong quá trình này thì có cái ông công ty tư vấn thiết kế điện. Còn anh, ông nội cũng
tổng thì cũng đau đầu với ông này. Từ khi ông là một thành viên, ông đấu thầu cũng được. Vì khi đấu thầu thì ông bảo ông đây là 100% của CVC, ông đấu với mình. Như vậy ông minh bạch, ông phe, ông có đấu. Giao từ thực hiện, ông đi đơn vị độc lập. Có đơn vị con của ông đâu mà ông giao. Giao từ thực hiện. Chỉ đến đầu dưới 500 triệu rồi. Mấy năm này là đã không có việc làm. Thì trong thời gian tới là những người đơn vị cũng hầu trọng nhận cao là những vụ kệ. Bây giờ đứng chờ mới quay trở lại công ty. Bây giờ xu thế báo cáo chị thế này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chỉ có công ty con rồi, không có công ty cháu. Nói cho anh chị, thế như vậy là tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì công ty tiếp theo đó là tổng công ty điện miền Trung, Cấp Hết, Đà Nẵng, thí nghiệm và công ty thiết kế phải chuyển lại là công ty trực thuộc hoặc là cổ phần hóa. Cho nên sắp tới là ông Đà Nẵng rồi cũng hồi hương thôi, không tách được đâu, hồi hương hết. Vì không thể nào mà tổng quy đăng trong luật đóng nó nên nó không áp dụng được. Cho nên hôm trước là báo cáo ấy thì là chúng tôi lách cái đợt mà thí nghiệm điện với thiết kế điện là một thành viên thì cũng ra để đăng ký kinh doanh. Thì xưa nó bảo đấu thầu là đầu vào ông này đầu ra ông kia đi là đấu thầu. Mình nghĩ là sau khi là nếu mà ngành nghề đó là ngành nghề kinh doanh chính thì chạy ra tập đoàn cũng ngồi với ban pháp chế, ban đầu tư để ghi vô trong ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn là có tư vấn thiết kế thí nghiệm điện của chùa đó, ok. Ra pháp chế bên chỗ không phải, họ viết cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thôi, có nghĩa là tập đoàn của tổng ty thôi. Cái thằng đấy là thằng cháu là không có, thằng ra trái pháp luật, mặc dù nó sinh ra con mồi giá thú, không được áp dụng cái luật này đâu, phải áp dụng nó sai chứ. Thánh kiểm toán nhân công trị áp dụng là nó sai đấy, nhưng mà là đọc đi có chỗ ngô nói là hôm nay là ra đời rồi, à, nhưng bà mẹ đơn thân, cô bố chỉ biết. Cuối cùng bây giờ vừa rồi nếu các công ty để ý là có văn bản của công ty bảo dừng hoạt động, có nhận được không? Có văn bản là yêu cầu các công ty điện lực của các đơn vị là dừng để giải quyết, không phải là tại vì ông nghiệp làm công nhân dặn cho ông làm ông bảo đâu mà sai luật. Nó bảo anh chỉ được là đầu vào của ngày đầu ra kia là đối với các công ty trách nhiệm là một thành viên, một thành viên bây giờ có bố có mẹ làm được, mình là con công ty CVC là con, mẹ là tập đoàn hết, không có Đà Nẵng đâu. Đà Nẵng rồi thí nghiệm rồi thiết kế điện là con người gia phú, bây giờ phải quay trở lại là trực thuộc. Nhưng mà cái vấn đề là làm cái thủ tục quay trở lại trực thuộc nó mất thì giờ nó lâu lắm, nó làm nó đặt vấn đề này cũng phải 2 năm rồi. Nhưng mà vì nó có bao nhiêu là ngược xu hướng người ta là phải cổ văn hóa, xu hướng là nhà nước không nắm những cái gì mà nhà nước không cần, bây giờ quay trở lại trực thuộc là đưa lên ban đổi mới chính phủ nó không đồng ý, cho nên cứ gặp nói tới nó luôn mà chưa dám trình. Nên bây giờ nhân cơ hội này tôi bảo lên, tôi bảo nhà nước cho cái ông nghiệp luôn, coi như là núp bóng trong cái dịch vụ này, cứ tư vấn thiết kế ông là tới rồi đó, à, lúc đó mình giao nhiệm vụ được, từ thực hiện được, có vấn đề gì hết. Để tôi nói đây có nghĩa là nhiều cái mà chiến lược của chúng ta là rất dài thôi, nhưng mà cũng có nhiều chiến lược rất là dễ hơi. Thấy tôi đang khám tôi riêng cho tôi thấy rất tức cười cái chuyện mà tôi mới quay lại một cái cao thế. Mới có nghị quyết là đầu cuối năm 2017 nhá mấy để thực hiện nhá. Thế thì vừa rồi đâu tháng 7 tháng 8 rồi ra nghị quyết là 110 để quay trở lại công ty. Chiến lược nó là không có. Nhưng mà tôi nói luôn là lý do tại sao và báo cáo chị trước đây ấy là 110 đã trực thuộc các công ty điện được rồi, miền Bắc và miền Nam. Riêng miền Trung là thuộc Việt Đại, đó thì là thuộc Việt Đại điểm 2, thuộc Việt Đại điểm 3.
sau một thời kỳ gọi là đấu tranh miệt mài thì trả lại cho tổng liên đoàn được ba, tổng liên đoàn được ba năm 2007. Thì với một lý do là như vậy là giao cho các công ty điện lực địa phương với tỉnh ấy, thì nó sẽ quản lý vận hành bộ máy nó gọn nhẹ, rồi nó sẽ lưới điện nó đi, ví dụ đi đi phát cây hoặc đi kiểm tra hành lang thì nó nhìn cấp 10, nó nhìn 35, nó nhìn luôn, không phải hai thằng ba thằng đi rồi đấy. À, nhưng mà trong thời gian đấy là trả lại, là đầu tiên trả lại điện lực cũng là có thế rồi. Thì như vậy thì khổ tiền là đã xuất hiện này, Quảng Nam xuất hiện này, Đà Nẵng xuất hiện này, nhận rồi. Nhưng mà sau đó là một xu thế là cổ phần hóa các công ty điện lực, cũng ống hoạn đó, cổ phần hóa công ty điện lực chứ EVN sống bằng cái gì, hoàn tập đoàn sống rắc. Nó nghĩ ra là như vậy là có truyền tải rồi, còn giới này giới công ty điện lực là cổ phần hóa thì như vậy đó. Nghĩ ra cái trò là thành là công ty lưới điện cao thế, hốt hết tất cả cái lưới trong mùa lẻ để thêm một cái đầu mối, đó là nguyên nhân sâu xa. Và đến bây giờ thì chính phủ đã có một cái phê duyệt về chiến lược phát triển ngành điện, thì trong đó là không có cái chuyện mà cổ phần hóa công ty điện lực, và chỉ tách cái phần dịch vụ bán lẻ ra thôi. Cho nên mấy ông thấy không có vấn đề gì, để trả lại cái trong mười cho cái ông điện lực, cho đúng với là cái đề án lúc đầu là công ty điện lực là quản lý trong mười và phân phối là đúng nhất, hiệu quả nhất, trả lời toàn bộ câu hỏi về điện ở trên địa bàn nó mới trả lời được. Chứ không phải là hỏi cái là chỉ cao thế, hỏi cái gì nó lung tung bây giờ là. Cho nên khi mà đề án tái cơ cấu của ngành điện được phê duyệt thì ông giật mình biết rằng à, như vậy là các công ty điện lực là không thuộc vào cái cổ phần hóa nữa. Cho nên chính phủ này không phải yên tâm rồi trả lại cho người cao thế giải tán, và giải tán nó bước đúng không, có giải tán được cả. Cho nên mà chuyện nó cao thế thành công ty dịch vụ, còn tất cả trong 10 năm một đấy thì dịch vụ nó giải quyết được hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất giảm bớt số người ăn lương điện, cái này là cái chủ trương thì ông đi từ làm từ ăn mà, cho nên ông ăn ngoài lương sản xuất điện. Cái thứ hai là giải quyết cho vấn đề mô hình của cao thế giải tán, cho nên mùng 1 tháng 1 là hết, còn anh chị cho nên là sẽ có, tôi vẫn thấy là sẽ có rất khó khăn trong thời gian tới cho cái sự phối hợp giữa công ty điện lực và công ty dịch vụ để cái lưới điện của chúng ta vận hành an toàn liên tục, hoạt động của công ty là cũng phải có hiệu quả. Không ai báo cấp của ngoài hết, báo cấp chậm là hư hơn, phải lo kiếm ăn. Cho nên rất là lo, và cái lo hơn tôi lo là anh chỉ biết nào thì cái con người ấy, anh em mình là văn hóa, là văn hóa quản lý vận hành, chuyển qua xe lắp là một cái môi trường hoàn toàn khác, văn hóa chợ trời nó không khác hẳn. Anh đi kiểm tra cho nên quản lý cái đám nó không khéo, quyền rơm vào đá đấy, bán lúc tung ở đây là hư rồi, sau báo luôn chỗ nào chỗ kia lên lãnh đạo là thành lãnh đạo ấy quản lý được. Tôi báo cáo ra thì là khó quản lý cái đám mà nếu cho chúng ta lưu ý một xí là trước đây ấy, là xây lắp mà nó cũng thuộc về ngành điện, thuộc bộ năng lượng đấy, nhưng khi thành lập EVN thì nó sợ quản được đẩy cho khác nhà quản cái đám, nhưng tôi chỉ quản lý vận hành thôi. Xây lắp ấy thì xưa có 4 công ty xây lắp là thuộc ngành điện đấy, thuộc bộ năng lượng với nhau, nó mình là anh em với nhau. Nhưng sau khi thành lập EVN thì trước phát là không nhận cái đám vì nó văn hóa khác nhau, hoạt động khác nhau. Bây giờ lại sinh ra cái này, nên tôi vẫn họp ban đầu nên tôi nói bây giờ là cắt ra là này sẽ không. Nếu mà sự phối hợp giữa công ty điện lực và ông dịch vụ này không tốt thì nó sẽ manh nhà xuất hiện 113 ở trong công ty điện lực liền để làm gì?
nó có một đội, nó có một nhóm, nó có một tổ, nó có một cái gì đấy để nó khắc phục sự cố khi chờ cái ông dịch vụ nó nghiên cứu, đúng không? Chứ nó bây giờ điện mất mà cứ gọi điện về Đà Nẵng thì rồi công điện rồi vật tư nhận ở đâu, tất cả mọi thứ cứ làm nhàn như vậy là điện lực phải giải quyết. Giải quyết thì ông lấy người đâu? Ông phải thành lập một cái nhóm, như vậy là sẽ có một xí nghiệp điện cơ phải xuất hiện. Đấy, nếu các anh mà không làm rác ra thì như vậy là khi mà xuất hiện ông ấy thì ông ấy làm con đẻ, công ty điện lực nó sẽ nâng niu hơn, nó chiều chuộng hơn, nó tạo công an việc làm gì hơn, thì cái ông dịch vụ đã khó là càng khó nữa. Đấy, cho nên tôi đồng bạn là cái gì là dứt khoát bỏ mấy ông giám đốc về, ký cam kết không có xuất hiện một bà nữa hết này, lo nó lại và phải phối hợp cho tốt. Và cái ông cơ điện cơ nữa là đừng bao giờ cho xuất hiện tiền hết, ông có đầu ông phải quản lý vấn này. Đương nhiên công ty sẽ tạo điều kiện cho ông phải quản lý vấn này. Ông phải trong cái tư duy của ông là phục vụ quản lý thế nào, chứ phải ông đi làm tiền. Về cái chỗ mà một số cái chiến lược à, tôi trao đổi với anh chị đấy, bây giờ cũng gần bây giờ rồi, thì chúng ta nghỉ ở đây. Ngày mai á buổi chiều buổi sáng rồi là buổi chiều chúng ta sẽ có một cái đề tài của nghị thuật rất hay về chuyện lãnh đạo. Cái này cũng các đồng chí mà học Harvard Hội An, cái này chắc là sẽ có áp dụng để biết. Xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Khỏe chứ hả? Quên bây giờ em còn về làm cái tốt. Không cách làm cái xin nghỉ cái gì cho có điện nữa hả? Thank you.